Và trong cái buổi đào tạo của Cơn Lốc Ngược S69 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một cái chủ đề mà cũng rất nhiều người bạn nhiều bạn quan tâm. Nó không phải là một cái chủ đề giống như là một cái trực tiếp, mà nó là một cái nền tảng để mà chúng ta có thể làm việc được với tư vấn viên trong suốt cái hành trình sau này, bắt đầu từ lúc mình nói chuyện với người ta để người ta trở thành tư vấn viên của Sibri, đến cái lúc mà sau khi người ta đã vào làm việc với chúng ta rồi, mà tiếp tục là họ chuyển đổi như thế nào đấy thành một người hoạt động chuyên nghiệp hay là trở thành thủ lĩnh, thì chúng ta đều phải hiểu cái điều này, gọi là một cái bảng phân tích khách hàng. Và với cái bảng phân tích khách hàng này, nó cũng sẽ làm cho chúng ta có thể là nâng cao được cái tỷ lệ của chúng ta. Bao nhiêu trong số anh chị em mình nghe đến cái tỷ lệ là cứ 100 data thì sẽ có 20 người nghe chúng ta nói, có 6 cái mã số được mở ra và có một tờ vàng, nếu anh chị em mình còn nhớ đến cái này thì hãy giơ ngón tay cái. Yes, dạ cảm ơn anh chị em đã tương tác với Anna. Và chúng ta hôm nay chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta tăng được cái tỷ lệ đấy lên. Cái đoạn mà từ 6 mã số ra một tờ vàng á, thì cái đấy nó rất là chuẩn, rất là khó tăng. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao để chúng ta tăng từ cái 100 mà chuyển thành 20 á. Bây giờ nếu như cũng là 100 cái data đấy mà không phải chuyển thành 20 người nghe chúng ta nói, mà thành 30 người, thành 40 người, thành 50 người, thì nó sẽ vô cùng tiết kiệm cái data của chúng ta. Bởi vì tìm một người, tìm được một cái data là cũng không phải là lúc nào cũng thuận lợi và dễ dàng, đúng không ạ? Và trước khi mà vào cái phần chính của chương trình ngày hôm nay, thì Anna cũng xin được giới thiệu một chút thành công một số anh chị em là chưa biết đến Anna. Trước đây thì tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Thị Vân Anh. Năm nay tôi 35 tuổi và tôi tham gia là trở thành tư vấn viên của tập đoàn sức khỏe Cyber Wellness từ tháng 10 năm 2019 đến nay được hơn một năm. Bây giờ tôi đang ở vị trí thủ lĩnh cao cấp của tập đoàn. Và hôm nay rất là vui được thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường giao cho nhiệm vụ là chia sẻ với anh chị em. Thì tôi có mặt ở đây không phải là để giao giảng một cái điều gì cả, chủ yếu là cái điều mà mình mong muốn là có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm. Và hôm nay ở đây cũng sẽ có rất nhiều anh chị em mình có cái độ thấu hiểu sâu sắc về cái chủ đề phân tích khách hàng này. Phân tích khách hàng này không phải là phân tích khách hàng là cái người mua hàng của mình đâu, mà là phân tích những cái ứng viên á, ứng viên kinh doanh của mình á, ứng viên mà trở thành tư vấn viên của mình. Tôi cũng rất là mong anh chị em hãy cùng đồng hành cùng với Anna để làm sao mà có thể làm cho cái bài của chúng ta chất lượng nhất. Và bài này cũng sẽ được record lại và sẽ được up lên Cơn Lốc Ngược S69. Và hãy dành cho chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta có thể bắt đầu cái phần chia sẻ ngày hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn tất cả các anh chị em. Khi mà phân tích một khách hàng thì thông thường chúng ta cũng đã được hướng dẫn ở trong hệ thống, chúng ta sẽ phân tích theo màu sắc. Màu sắc ở đây là thể hiện tính cách của khách hàng đó. Mời một anh chị em mình có thể nói trong vòng 5 phút một anh chị em nào đó, một tư vấn viên nào đó mà mình rõ về cái màu sắc, về cái cá tính trong vòng 5 phút, màu đỏ, màu xanh hương, màu xanh lá, màu vàng. Và sau khi mình nói đến cái đặc điểm của họ thì mình nói luôn cả là làm việc với những người này thì mình cần phải chuẩn bị cái gì để làm việc với họ. Và bởi vì chúng ta hôm nay sẽ có nhiều tiêu chí nên hôm nay Anna cũng mong anh chị em mình sẽ chia sẻ trong vòng 5 phút. Dạ, thì bây giờ tư vấn viên nào mà sẵn sàng chia sẻ với đồng đội của mình thì bật mic và nói tôi. Anna đã mở quyền bật mic rồi đấy ạ. Tôi. Vâng ạ, mời chị Nguyễn Thị Lương ạ. Mời chị Nguyễn Thị Lương chia sẻ cùng anh chị em ạ. Dạ, xin chào thủ lĩnh cao cấp Anna Nguyễn và xin chào tất cả các thủ lĩnh. Cách nhận dạng của bốn màu là có bốn màu ạ. Tố chất của bốn tính cách thì có màu đỏ. Màu đỏ là người luôn tiên phong và có ngôn từ mạnh mẽ và ngôn từ chiến thắng. Và những cái khi mà quan sát những cái người đấy thì họ có những cái nỗ lực hơn người khác và muốn thể hiện vai trò của mình. Và ví dụ như là vị trí là giám đốc thì họ luôn thể hiện tính cách tập thể và đứng đầu và xung phong và nhận trách nhiệm về mình. Nếu mà ví dụ như trong đội nhóm thì luôn luôn là có tính chất làm chịu trách nhiệm làm nhóm trưởng. Và màu thứ hai ạ, mình không nhớ, mình phải đọc sách ạ. Dạ vâng ạ, một lần mình đọc là một lần mình nhớ. Vâng. Màu thứ hai là màu vàng. Màu vàng thì là người rất là ưa giúp đỡ và khi mà mình nghĩa
là có người có tính lại cái là điềm đạm, mà ví dụ như là khi mà mình muốn tư vấn với những người này thì mình hay hướng tới là về những công việc từ thiện, và ví dụ như là trong công việc của đội nhóm thì họ là người lo lắng cho công việc hậu cần và tất cả những cái việc chu toàn cho anh em ở hậu phương. Và còn người màu xanh da trời thì làm người người màu xanh nước biển thì là người, tức là người ta ham tìm hiểu và tài liệu và rất là cẩn thận và nghiên cứu. Thì ví dụ khi mình nói chuyện thì là tốt nhất là mình nên đưa tài liệu cho họ. Và người màu xanh lá thì là người hướng ngoại, thì là họ là hay là những cái người mà dẫn các chương trình, và khi mà nói đến các hội các cuộc dã ngoại ngoài trời thì là họ rất là thích. Vì khi nếu như mà khi mà mình muốn dẫn dắt họ thì là mình sẽ đưa ra là ví dụ như là hôm nay ở có một cái sự kiện rất là vui và rất đông người và có những người nổi tiếng thì họ rất là thích ạ. Nghĩa là mình cũng chỉ nhớ đến đây là xin thủ lĩnh bổ sung thêm ạ. Xin cảm ơn thủ lĩnh và tất cả các thủ lĩnh chân lo ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta hãy dành cho chị Nguyễn Thị Lương một tràng pháo tay đi ạ. À, về phần chia sẻ của chị Lương, cảm ơn chị Lương rất là nhiều, phần chia sẻ của chị Lương cực kỳ hay luôn. À, và bao nhiêu số các bạn thấy rằng là bên cạnh cái việc là mình biết thì mình biết đến đâu mình chia sẻ đến đấy, và quan trọng hơn là mình dám bật micro, mình dám bật zoom, bật mic lên để mà mình lên sân khấu càng nhanh càng tốt, như vậy là một tố chất để có thể trở thành thủ lĩnh thì giơ ngón tay cái. À, cảm ơn anh chị em vì đã tương tác với Anna. Và chúng ta hãy cùng nhau thả tim để cho chị Lương nhanh chóng lên vị trí K6 để vào Dream Team. À, cảm ơn chị Lương rất là nhiều. Dạ, có còn anh chị em nào, thời gian vẫn đang còn, có anh chị em nào mình bổ sung thêm là khi mà làm việc với nhóm người này thì mình cần phải sử dụng cái ngôn từ như thế nào, cái cách mà mình nói hoặc là cái thông tin mình phải chuẩn bị là như thế nào không ạ? Mời anh chị em bật mic ạ. Oh, sorry. Rồi ạ. À. Mời anh chị em bật mic, Anna đã mở quyền rồi. Ôi, chị Văn Dương. Vâng ạ, mời anh chị Văn Dương ạ. Xin chào thủ lĩnh, xin chào tất cả anh chị em. Thì ở cái nhóm màu đỏ tôi xin chia sẻ luôn. Đó là mình phải nói với họ là về cái việc là dẫn đầu thị trường, chiếm lĩnh thị trường, phát triển ra thế giới. Và là nói với họ những cái ngôn từ chiến thắng, phần thưởng, khởi động nhanh như là dự án ô tô Mercedes-Benz hay là biệt thự Hy Lạp ạ. Còn ở nhóm màu xanh lá cây thì những người màu xanh lá cây thì là những người hướng ra bên ngoài, và chúng ta trao đổi với họ là có một nhóm rất là vui kết nối với nhau và chia sẻ với nhau. Hoặc là hôm nay chúng tôi có một buổi nhóm rất là vui, đến đây chúng ta có thể có cơ hội giao lưu, hát hò, nói những điều tốt đẹp với nhau. Đó. Còn cái nhóm màu vàng thì chúng ta nói với họ là ngôn từ giúp đỡ, có một cái cơ hội giúp đỡ được các bạn, giúp đỡ được nhiều người, nhờ họ giúp đỡ mình và họ giúp. Đặc điểm của họ là chắc chắn, chờ người khác hành động rồi mới hành động, nghĩa là phải thấy nhiều người bạn bè làm thì mới làm. Còn nhóm người màu xanh nước biển thì đó là những cái người học về kỹ thuật xây dựng, tin học, toán học, vật lý và hóa học. Thì chúng ta sẽ cung cấp cho họ những cái tài liệu bằng chứng cho họ. Và cái nhóm người nào thích nghiên cứu tư duy và logic và ít bỏ cuộc ạ. Em xin hết ạ. À, cảm ơn bạn Trịnh Văn Nhương rất là nhiều. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay dành cho bạn Trịnh Văn Nhương. À, cảm ơn em rất là nhiều. À, và đấy, khi mà có hai ý kiến của đồng đội chúng ta thì chúng ta cũng thấy rằng là đấy là cái cách mà chúng ta tiếp xúc với những cái ứng viên thông qua cái màu sắc. Và thông thường thì cái màu xanh dương là cái màu mà họ không ra được quyết định nhanh, họ không ra được quyết định ngay. Cho nên là chúng ta cần phải cho họ một cái khoảng trống về mặt thời gian để cho họ suy ngẫm. Chứ mình mà bắt họ là ra quyết định ngay là có khi là họ lại bỏ mình. Họ lại không đồng hành với mình nữa, họ cảm thấy là bị rục rã quá. Đó. Cái người màu đỏ thì mình sẽ nói nhiều về cái kết quả, về cái cách làm luôn. Còn cái người màu xanh dương thì mình cứ hay phải giải thích tại sao. Người màu xanh lá thì mình cứ làm sao cho vui vẻ là được. Cái người màu vàng thì mình cứ nói ở phương diện trao giá trị là được. Cảm ơn leader của chúng ta. Số 2, đấy là cái đầu tiên khi mà phân tích khách hàng, thì cái đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích theo nhóm tính cách. Số 2 là chúng ta sẽ phân tích theo nhu cầu của họ. Để Anna chia sẻ cái màn hình này đây là Anna viết.
nhiều chúng ta cần phải biết rằng là một người có những cái nhu cầu gì, suy ra đến tận cùng họ có những nhu cầu như là gọi là tiền đi, tiền bao gồm có xe này, nhà này, rồi bắt đầu du lịch này, đại thể là những cái thứ mà nó tiện, rồi thu nhập này. Đấy, một là tiền, hai nữa là gì, họ có nhu cầu gì ạ? Yêu thương, hoặc là họ có nhu cầu là danh vọng, hoặc là họ có nhu cầu phát triển bản thân, hoặc họ có nhu cầu cống hiến, hoặc là họ có nhu cầu an toàn. Đó. Thế thì nếu như mà mình có thể biết được, mình dùng các câu hỏi mình có thể biết được là cái người này là thuộc cái nhu cầu gì thì mình nói chuyện nó sẽ dễ hơn. Tại vì có một thực tế là nếu như chúng ta mà quá tập trung vào những cái gì chúng ta đang có mà chúng ta quên mất khai thác xem họ đang có nhu cầu gì thì rất là khó trong cái việc là mình giao tiếp với người ta làm sao mà đúng được cái điều người ta muốn. Anna lấy ví dụ nhá, một người ta sợ chết, đơn giản là người ta sợ chết, thế là người ta chỉ là muốn có tiền để lỡ mà sau này á mà có cái bệnh gì thì đi có thể sử dụng được cái dịch vụ tốt nhất, tức là không phải là vào đây để mà dùng sản phẩm mà là muốn kiếm tiền nhưng cho nhu cầu an toàn đó. Thế thì đương nhiên khi mà nói chuyện á, sau này cứ mỗi lần mà nói là bạn kiếm tiền để làm gì, như kiểu lý do tại sao bạn lại làm Siri, thì chúng ta có thể nhắc lại cái điều đấy. Hoặc có những người ở đây, có bao nhiêu các bạn là có những người vào là chỉ vì vui không? Có tư vấn viên nào làm chỉ vì vui không? Nếu mà mình có thì mình giơ ngón tay cái. À, cảm ơn các bạn đã tương tác với Anna. Thế đối với một số người làm mà chỉ vì vui á, thì có phải là khi mà vào việc mà có mục tiêu, mà có áp lực là bắt đầu người ta thấy hết vui là người ta không chịu làm không? Có không ạ? À, thế nên là rất là nguy hiểm. Nếu như mà người ta vào đây người ta vì cái giá trị là màu xanh lá. Màu xanh lá là nhạc nào cũng nhảy, sóng nào cũng bắt. À, rất là hồ hởi phấn khởi. Cho nên rằng là cứ đụng đến mục tiêu á, là cứ thế là tản đi thôi. Tại vì áp vào mục tiêu là họ thấy áp lực, là họ thấy hết vui. Thế rồi có những khi họ lại nói thế này này. Chết rồi, làm cái này cái giá trị nó không giống như giá trị ban đầu mình mong. Ban đầu là vào đây vui lắm cho nên là mê làm. Thế nhưng mà không vui gì cả, toàn cả ngày nói mục tiêu với cả tiền bạc. Thế thì với những cái người này mình phải hiểu rằng là họ rất là quan tâm là họ đồng hành với ai. Họ rất là cần, như kiểu là họ cần có một đội nhóm họ thuộc về. À, nếu mà như thế á, thì các bạn phải biết rằng đội của chúng ta nó thật là không có nhiều thời gian để chơi với những người bên ngoài. Bao nhiêu trong số các anh chị em tư vấn viên của chúng ta từ khi làm Siri thì chúng ta chủ yếu chơi với nhau, giơ ngón tay cái. Vâng ạ, cảm ơn anh chị em. Đấy, thế thì bây giờ họ muốn chơi với mình thì họ phải làm. Đúng không ạ? À, thủ lĩnh quốc tế của chúng ta hay dạy chúng ta rằng là để mà thành công cứ làm sao ở trên Internet bạn biến bạn trở thành một người truyền cảm hứng. Bạn biến bạn trở thành một người mà người khác muốn đồng hành cùng, muốn chơi cùng, muốn ở cùng, muốn ở gần, muốn nói chuyện cùng, muốn tiếp xúc cùng. Cứ như thế là chúng ta sẽ thành công. Thế thì có phải là nếu mà người ta muốn vui mà người ta muốn chơi với mình, vì người ta thích mình cho nên người ta chơi với mình, người ta sẽ cảm thấy vui. Và ngay cả những cái người đồng đội khác nữa. Thế thì mình luôn luôn phải nhắc cho, mình luôn luôn phải biết được là cái người này là người ta có nhu cầu là thuộc về một đội nhóm. Có nhu cầu là muốn vui vẻ. Nhưng cái sự vui vẻ đấy là vui vẻ khi mà họ có một đội nhóm đồng hành với họ. Họ sợ cảm giác cô đơn á. Họ muốn làm gì cũng có những người mà ở bên cạnh động viên hô hào. Yes, bạn làm tốt lắm. Đấy, hoặc là gửi tim cho bạn ấy đi rồi bắt đầu động viên bạn ấy đi, lúc nào cũng dùng những ngôn từ tích cực. Họ thích cái đấy. Thì các bạn phải cho họ thấy rõ được ở đây những con người như thế. Và chúng ta sống rất là thật với nhau. Chứ chúng ta không có màu mè. Đấy là một cái đặc sản trong Siri của chúng ta. Thế thì mình hãy show cho họ những cái hình ảnh mà các leader họ đi ăn, đi chơi với nhau, họ đi học với nhau. Mà cứ đi học trực tiếp ấy là đi chơi rồi. Bao nhiêu trong số các bạn đã từng đến nhiều cái chương trình đào tạo của S69 và thấy rằng là đi học thực chất là đi chơi rồi thì giơ ngón tay cái.
À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và với những nhóm người này này mà các bạn á, bắt đầu chia sẻ cho họ những cái video. Chúng ta có rất nhiều video. Ví dụ bạn chia sẻ video một cái phần phát biểu ngắn ngắn 2-3 phút hài hài nhảm nhảm của thủ lĩnh cao cấp Hồng Hạnh này, hay là của thủ lĩnh Ngô Bích Hà này. Mặt bà Ngô Bích Hà mà bà lên mà bà làm, bà toàn làm mấy cái xàm xàm không à, ở trên internet á. Đưa cho họ những thứ đấy, xong bắt đầu đưa cho họ những cái clip mà chúng ta nhảy nhót rồi làm những cái hoạt động mà nó rất là đời thường, thì nó sẽ có cái liên kết, có cái kết nối. Và chỉ cần mình xây dựng được cái kết nối đấy thôi, cái kết nối chặt ấy, thì tự động sau này mình nói cái gì nó cũng rất là dễ. Đây cũng là một trong những cái mẹo mà mình để ý để mình phân tích khách hàng. Thế rồi cái người mà có cái nhu cầu tiền thì dễ rồi, là trùng với cái người màu đỏ của chúng ta đấy. Thì anh chị em mình á, cứ nói về những cái phần thưởng. Lúc này là phải đưa những cái phần thưởng sao sao sao. Bắt đầu bạn phải đưa hình ảnh về phần thưởng ấy. Đưa hình ảnh về phần thưởng ấy. Ô tô thì sao này rồi. Cái này nó không gọi là bằng chứng nhá. Tức là với những người này, họ xem những cái thông tin đấy như là tiền về này, hoặc là đội nhóm có bao nhiêu người này, hoặc là có bao nhiêu cái ô tô được trao ra hay gì này. Họ đón nhận thông tin đấy, họ chỉ đơn giản là họ thấy đó là những cái thứ thuộc về phần thưởng thôi, chứ họ cũng không có nghĩ đấy là bằng chứng đâu. Chỉ có nhóm mà màu xanh dương họ mới nghĩ là bằng chứng. Thế cho nên là bây giờ đối với cái gọi là cái tiêu chí phân loại này, thì đơn giản là những người thích phần thưởng thì mình cứ nói về phần thưởng và cho bằng chứng thêm để họ có tăng cái niềm tin hơn. Thế rồi cái tiếp theo là những người mà có nhu cầu là phát triển bản thân đấy, thì bắt đầu mình thực sự nhá, với những người mà có nhu cầu phát triển bản thân ý, họ rất là thích khám phá thế giới bên trong của mình. Tại vì khi mình chúng ta phát triển bản thân, chúng ta sẽ nhận ra rằng là chỉ cần quay trở về với chính mình và làm việc tốt với chính mình thôi, thì cái thế giới xung quanh mình tự động nó sẽ điều chỉnh. Nếu mình thấy thế giới xung quanh mình toàn là nào là tham này, sân này, si này, lười biếng này, thì thiếu nghị lực ấy, thiếu đạo đức. Thực ra nhá, nói thế này không biết có bị mắng không, nhưng mà thực ra nó phản ánh bên trong của mình. Bên trong của mình ấy, nó phải có những cái thứ đấy. Hoặc là mình phải chú ý đến những thứ đấy. Thì tự động ở bên ngoài nó sẽ mình gặp toàn những người như thế. Nên người ta hay nói rằng là bạn thay đổi á, thì bạn cứ kiểm tra xem môi trường xung quanh của bạn đã thay đổi chưa, là tự động bạn thay đổi mà. Thế thì cho nên là việc của chúng ta là gì? Với những người như thế mình nói như vậy và quay trở lại cho họ luyện tâm. Tâm họ luyện càng tốt thì bên ngoài, thế giới bên ngoài nó tự động thay đổi. Và họ rất là thích những thứ này. Họ rất là thích thứ này. Và người họ còn thích là gì? Họ phát triển lên á, là không phải chỉ làm công việc mà còn dạy chồng, dạy con và đối nhân xử thế trong gia đình nữa, đúng không ạ? Ông bà mình có cái câu là lấy nhầm một người vợ khổ ba đời. Ngành của chúng ta thì chủ yếu là nữ. Đến Anna nghĩ là phải gần 3/4 là nữ rồi, 1/4 là nam. Thế thì các anh nam chẳng hạn, thì các anh nam á, nếu mà về mà biết cách thì cũng sẽ đưa được vợ vào đồng hành cùng. Và thực ra cái mối quan hệ gia đình thì người phụ nữ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc mà giữ lửa ở trong gia đình. Cho nên nó cũng là một cái giá trị cộng thêm cực kỳ quý giá. Rồi chưa kể nữa là các con sẽ được học thụ động từ cái quá trình phát triển bản thân của mình. Hoặc là có một số người là không muốn đời con mình giống như mình, mà muốn đời con mình tốt hơn mình nhiều lần. Thì khi các bạn nói, các bạn chỉ cần đề cập đến cái đấy như là nói chuyện phiếm, thì tự động họ mở ra cái nút thắt của họ ấy, nó được tháo ra. Nó giống như là một cái nút thắt cổ trai. Khi chúng ta tháo ra khỏi cái nút thắt đấy ra, bắt đầu chúng ta đổ cái gì vào thì nó rất là thuận lợi. Cái tiếp theo là một người mà có nhu cầu cống hiến thì có hai trường hợp. Trường hợp số 1 ấy là trường hợp mà có nhu cầu cống hiến mà người ta là người rất là giàu rồi, hoặc là người ta đã xong một số những cái bài toán về tiền bạc hay gì rồi. Nhưng mà do là người ta tu tập, người ta tu sửa nhiều, cho nên người ta hiểu rằng là bản thân người ta phải đi gieo những thứ đấy ra để tạo phước ấy. Thì đây là một cái môi trường mà có thể cho họ một cái công cụ, một cái phương tiện để mà bất kể những người nào tin tưởng đồng hành cùng họ có thu nhập. Với những người này, mình cứ hỏi rằng là bây giờ anh đang giúp được cho bao nhiêu người có thu nhập tốt? Bao nhiêu người họ tin tưởng anh, họ đi theo anh mà họ đang rất là hài lòng với cuộc sống của họ? Bạn hỏi như thế đi. Thì nếu mà không có ai hoặc chỉ có một vài người thì bắt đầu mình sẽ nói là ở đây mình bắt đầu lôi ra những cái bằng chứng. Anh Cường giúp được bao nhiêu người,
những cái người thủ lĩnh của các bạn giúp được bao nhiêu người rồi, những cái người nhà tư vấn chuyên nghiệp của các bạn, upline của các bạn và chính bản thân các bạn, mình giúp được bao nhiêu người rồi, mình có thể nói những cái điều đấy ra. Thế là họ muốn cống hiến. Và cống hiến của chúng ta không phải chỉ cống hiến cho con người, mà chúng ta còn góp phần làm thay đổi cả cái cộng đồng nữa, đúng không ạ? Bởi vì cho dù chúng ta đi cứu trợ này, cho dù chúng ta có nuôi trẻ mồ côi, cho dù chúng ta có xây dựng trường học, cho dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái gốc của vấn đề nó luôn luôn là gì? Nó luôn luôn là thay đổi con người. Tại vì khi mà thay đổi được con người rồi, con người thay đổi ở đây tức là họ tiến bộ hơn, thì cái gia đình của họ là cái tế bào của xã hội. Chỉ cần có gia đình tốt thì không còn nghèo đói nữa. Có gia đình tốt là cũng không có trẻ bị bỏ rơi, cũng không có tệ nạn xã hội, không có gì cả. Cho nên là việc của chúng ta đang làm là chuyển hóa con người. Bao nhiêu trong số các bạn sau một thời gian vào series nhận ra rằng là chúng ta 80% là chúng ta dạy về con người, dạy về cách làm người, thì giơ ngón tay cái. À, dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, thì khi mình nói như vậy á, thì mình sẽ có được cái kết nối chung với họ và bắt đầu những cái thứ phía sau. Mình nói chuyện rất là dễ dàng. Rồi cái cuối cùng á, là nhu cầu danh vọng. Nhu cầu danh vọng, ngày xưa mỗi lần mà nghe cái từ danh vọng mình cảm thấy rất là khó chịu. Như kiểu những người danh vọng là những cái người mà sẵn sàng làm hại người khác ấy. Thế nhưng mà cái đấy là cái nghĩa hẹp của danh vọng. Một cái định nghĩa chuẩn về danh vọng á, là đơn giản là những người mưu cầu cái sự thành công. À, ví dụ như là mình vì cái đích tới của mình á, là mình muốn trở thành một danh nhân, một người có tiếng tăm. Nó cũng là một nhu cầu danh vọng. Thì vì thế cho nên là mình bắt đầu mình bỏ đi cả mối quan hệ cá nhân, cũng không lập gia đình, đúng chưa? Không lập gia đình vì mình muốn nhìn một khía cạnh nào đó là vì mình muốn cống hiến. Nhưng một khía cạnh khác cũng có thể là vì mình có nhu cầu danh vọng, mình muốn để lại điều gì đấy, để lại cái danh gì với núi sông ấy. Thế thì khi mà như thế, mình bắt đầu mình sẽ thu hẹp một số những cái nhu cầu khác lại để mình tập trung cho cái nhu cầu này. Sẽ có một số người như thế, chứ không phải là danh vọng là xấu. Và nếu như chúng ta biết thêm được một cái thông tin nữa về cái bảng phân loại khách hàng này, thì chúng ta có thể là trao đổi với họ mà nó đúng cái nhu cầu của họ. Chúng ta không thể làm được gì với người không có nhu cầu. Một người đang có nhu cầu yêu thương quá cao, mình cứ nói về chuyện tiền là nó không ăn. Một người đang có nhu cầu tiền, mình lại cứ nói về nhu cầu sự sống, không ăn. Có những người mà có những giai đoạn trong cuộc đời, họ vì tiền mà họ có thể bán cả sức khỏe cơ mà. Đấy. Rồi có những người đang có nhu cầu về sức khỏe, nhu cầu an toàn rất cao, mình lại cứ nói về phát triển bản thân thì nó cũng không ăn. Thế cho nên là trong chúng ta là gái sinh, Siri là gái sinh, có rất là nhiều thứ hay ho để nói, nhưng mình phải chọn mình nói cái nào trước. Và người ta nói rằng là 12 phút đầu tiên là 12 phút vô cùng quý giá trong thời gian mà mình gặp gỡ một con người. Và trong 12 phút đấy có ấn tượng gì thì nó phải dùng rất nhiều năm tháng để có thể xóa được cái ấn tượng ban đầu đó. Cho nên các bạn hãy tranh thủ cái 12 phút đầu tiên ấy, nói cái gì á mà nó hữu ích. Nói cái gì á mà nó hữu ích, là hữu ích tạo ra kết quả, tức là nó đi vào được cái nhu cầu của người đấy. À, chứ đừng vội liệt kê tất cả những cái gì mà chúng ta có. À, chúng ta không thể có nhu cầu được. Một cô gái rất là xinh đẹp cũng không thể làm gì được nếu như mà một anh chàng này là gay, thì cho dù mình có xinh đẹp đến mấy, anh ấy cũng không thích mình. Đó, đấy là cái số 2, là mình phân tích khách hàng dựa vào nhu cầu của họ. Tiếp theo mình sẽ đến là cái ý số 3. Mình sẽ phân tích khách hàng dựa trên cái tầng nhận thức. Đây cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Ở đây có bao nhiêu anh chị em chúng ta, mình muốn tuyển được tàu vàng, tuyển được đại bàng, giơ ngón tay cái. À, hay quá, cảm ơn các bạn. Thế nếu mình muốn tuyển được tàu vàng, mình muốn tuyển được đại bàng, mình phải hiểu rất rõ về các tầng nhận thức. À, tất cả chúng ta, cho dù Anna cũng xin phép các anh chị, các cô chú mà ở đây mà lớn tuổi hơn Anna. À, tức là ở đây mình nói đơn giản là góc độ công việc thôi. À, chứ góc độ trải nghiệm cuộc sống á, thì các cô, các chú là đã hiểu về cái này hết rồi đấy. Có điều là như kiểu là phân loại nó ra, gọi nó một cái tên, thì mình chưa biết ghép nó vào cái tên gì. Thì đây là một cái tên. Có nghĩa là thông thường những cái người mà người ta bắt đầu bằng câu hỏi vì sao và tại sao ấy, thì cái tầng nhận thức của họ tốt hơn.
Và nếu mà bạn phát hiện ra bạn cái người đấy có cái tầng nhận thức, có cái mức độ nhận thức tốt, bắt đầu bạn tập trung, bạn đào sâu cho họ, bạn hướng dẫn họ, thì nó sẽ ra kết quả nhanh hơn là những người mà có tầng nhận thức ở phía dưới. Thế bây giờ Anna sẽ chia sẻ. Ở đây có anh chị em nào mình còn nhớ về 6 cái tầng nhận thức mình có thể bật mic mình chia sẻ được không ạ? Để Anna mở quyền bật mic. Mời anh chị em chia sẻ về 6 tầng nhận thức. Và cái câu chuyện mà chúng ta chia sẻ về 6 tầng nhận thức trước đi, rồi Anna sẽ trao đổi về chuyện sau. Nếu mà mình muốn bật mic chia sẻ, mình bật mic và nói tôi xưng tên. Legion team không có ai bật mic chia sẻ à? Xin mời cô Thanh Thủy. Ok, mời cô giáo truyền cảm hứng Thanh Thủy. Vâng, xin chào chị Anna, chào tất cả các anh chị em đang có mặt ở trên Zoom. Thì em xin phép được trả lời câu hỏi của chị Anna. Thì có 6 tầng nhận thức ấy. Tầng nhận thức đầu tiên có nghĩa là ở đâu, khi nào. Tầng nhận thức thứ hai có nghĩa là cái gì. Tầng nhận thức thứ ba nghĩa là làm thế nào. Và tầng nhận thức thứ tư là tôi là ai. Tại sao. Và tầng nhận thức thứ năm là tôi là ai. Và cuối cùng là sứ mệnh là gì ạ. Lần đầu tiên được chia sẻ trên Zoom nên là hơi run. Dành cho Thanh Thủy một tràng pháo tay, học rất là chăm, thông tin cực kỳ chính xác. Cảm ơn cô giáo rất là nhiều. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Thực ra khi mà mình hiểu rõ về 6 tầng nhận thức này, giống như Thanh Thủy đã chia sẻ, khi Thanh Thủy chia sẻ thì bao nhiêu trong số các bạn đã nhớ lại được cái bài về 6 tầng nhận thức thì giơ ngón tay cái ạ. Mình hiểu được 6 tầng nhận thức là nói về cái chủ đề gì. À, vậy có một số anh chị em mình vẫn chưa. Ok, vậy Anna sẽ chia sẻ lại ở đây nhá. Cái 6 tầng nhận thức này nó rất là quan trọng. Nó sẽ làm cho chúng ta nói không bị lạc đề. Nhiều khi mình nói hoặc là mình nghe người khác nói, mình cứ thấy nó cứ lạc quẻ thế nào, nó cứ chớt quốc thế nào, là bởi vì như thế này. Đây nhá. Ví dụ mình sẽ có cái tầng nhận thức ở dưới này á, là tầng môi trường. Và họ hay hỏi câu hỏi là ở đâu, khi nào. Sau đó đến tầng hành vi. Và họ hay hỏi cái câu hỏi là cái gì. Sau đó đến cái tầng khả năng. Thì họ hay hỏi là như thế nào. Sau đó rồi đến cái tầng gọi là niềm tin. Thì họ hay hỏi là tại sao. Sau đó đến cái tầng gọi là nhân dạng. Thì họ hay hỏi rằng là họ là ai, tôi là ai. Đó. Và tầng cao nhất á, là tầng mục đích sống. Thì họ hay hỏi cái câu hỏi là tôi phục vụ ai. Đây. Cái này là một cái cực kỳ quan trọng. Và nếu như mà anh chị em chúng ta có thể làm được cái điều này, nói về cái này, họ là ai và để làm gì. Thực sự nếu mà mình nói được cái này thì tự động nó giải quyết hết tất cả những cái bên dưới. Xin lỗi, xấu quá. Tự động nó giải quyết hết tất cả những thứ bên dưới. Tất cả luôn. Anna sẽ giải thích với các bạn một chút. Chia sẻ một câu chuyện. Cái thời điểm khi mà Anna là một chủ doanh nghiệp và Anna khởi nghiệp với 3 công ty. Và trước đấy thì khi đi làm thuê thì thu nhập rất là cao nha. Có những công ty đã trả cho mình 80 triệu. Nhưng mình vẫn không làm. Mình chẳng hiểu sao mình lại không làm. 80 triệu một tháng. Mẹ Anna cứ bảo rằng con này nó bị làm sao ấy. Nó toàn thích những cái thứ trên trời. Thế xong bắt đầu mình không hiểu là tại sao mình không làm. Sau này mình mới hiểu rằng là trong lòng mình sớm đã biết mình là ai rồi. Chỉ là có những cái thời điểm mình chưa có chỉ mặt đặt tên được nó thôi. Bao nhiêu trong số các bạn trong cái hành trình sự nghiệp của mình cũng đã có những lần mình từ chối một cái thứ mà nhiều người trong gia đình mình nghĩ là tốt. Bản thân mình chỉ biết là mình không thích thôi. Nhưng mà mình cũng chẳng nhận diện được là mình không thích cụ thể là như thế nào thì giơ ngón tay cái. Đấy, rất nhiều đúng không ạ? Cảm ơn các bạn. Đấy, thế thì mình cũng có thể dùng như thế để mình nói chuyện với người ta. Nếu bây giờ mà người ta ở tầng nhận thức nào
mình lại cứ nói về tầng nhận thức đấy, thì mình có thể nói đến 80% thôi. 20% mình phải nâng cái tầng nhận thức của người ta lên. Bao nhiêu trong số các bạn muốn bí quyết để một tư vấn viên vào và họ chủ động làm việc mà mình không cần phải thúc đẩy hoặc đá đít thì giơ ngón tay cái xem nào. Đấy, nhu cầu lớn đúng không ạ? Yes, nó nằm ở cái chỗ tầng nhận thức này. Tức là cho dù họ đang ở tầng nhận thức nào, đầu tiên để hòa hợp với họ, mình sẽ nói rất nhiều những cái câu chuyện liên quan đến tầng nhận thức đấy. Khoảng 80%, mình nói 10 câu thì 8 câu mình nói về cái đấy. Sau đó 20%, hai câu kia mình nói ở hai cái tầng nhận thức trên. Tổng mình có 6 cái tầng nhận thức đúng không? Ví dụ ai mà người ta cứ hỏi, ơ nhưng mà cái này diễn ra ở đâu, rồi khi nào, rồi cụ thể thời gian, rồi ai là người trình bày. À, những câu này mình trả lời có đau mồm không ạ? Mình có 100 tư vấn viên, anh nào cũng hỏi mình những câu như thế thì khá là mỏi miệng đấy anh chị em ạ. Thế thì bởi vì sao? Bởi vì họ đang quan tâm đến những cái dữ liệu ở cái tầng nhận thức đó, ở dưới. Và nó sẽ có một cái kết quả như thế này này. Nếu họ quan tâm điều đấy thì rõ ràng, nó được cái là chi tiết và rõ ràng. Nhưng cái điều số 2, giả sử như mà bị thiếu hàng chẳng hạn, thì họ sẽ kêu nhiều và họ không tập trung vào giải pháp. Bởi vì họ quên mất là họ là ai ở cái ngành nghề kinh doanh này. Thì bắt đầu họ sa đà vào một số những cái thứ yếu ở bên dưới. Thế còn nhá, mình vẫn cứ nói với giải thích với họ. Ví dụ sự kiện là hành trình thịnh vượng sẽ diễn ra ở chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Có một số người, có một số tư vấn viên, bạn phải nói rất rõ ngày giờ, địa điểm. Rồi bắt đầu cái tòa nhà. Rồi người ta sẽ hỏi là tòa nhà đấy có dựng được xe không? Tòa nhà đấy họ sẽ hỏi rất những chi tiết như vậy họ mới đi. Và nhiều số các bạn khi mình giới thiệu về hành trình thịnh vượng thì nó có những người hỏi các bạn những thông tin vô cùng chi tiết họ mới có thể ra được quyết định giơ ngón tay cái. À, đấy, đấy là họ ở cái tầng nhận thức bên dưới. Có những cái người á mà người ta ở cái tầng nhận thức, ví dụ như ở cái tầng khả năng, là người ta bảo chị ơi, tiêu chuẩn như thế nào thì được đến đấy. Họ hỏi câu đấy là mình biết rằng à bạn này bạn đi, bạn đang quan tâm đến khả năng thì mình sẽ nói là ồ tất cả mọi người đều có thể được đến đấy. Miễn là em là tư vấn viên của Siri là em đến được rồi. Và việc của em là phải đưa tối đa người đến đấy, đưa tối đa khách hàng đến đấy. Bao nhiêu người cũng được. Thế mình cứ đến trước là mình có chỗ, đúng không ạ? Vì tập đoàn cũng đã tính toán đủ chỗ cho mình rồi. Thế thì cái thời điểm mà Anna khởi nghiệp và Anna nghỉ việc á, Anna đóng cửa doanh nghiệp. Lúc đấy Anna có một cái doanh nghiệp là Yobo và những anh chị em ở trong ngành á, là cùng học một cái khóa. Ở đây cũng có anh Nguyễn Lâm là cũng học cùng khóa với tôi. Thì nhưng mà anh học sau, tôi học trước. Thì chắc anh, tụi tôi là cứ đi học về bắt đầu là mình sẽ làm lên những cái doanh nghiệp như vậy. Và rất là nhiều người quan tâm và thấy mình làm hình ảnh rất tốt. Rồi tự nhiên mình đóng cửa một cái rẹt và không ai hiểu lý do tại sao hết. Lúc đấy trong lòng tôi suy nghĩ thế này này. Tôi là chủ doanh nghiệp, trông hình ảnh thì rất là đẹp. Thế nhưng mà tôi không có tiền, dòng tiền của tôi bị âm. Những cái người đồng hành của mình không có tiền. Còn nếu bây giờ mà làm Siri, thì làm Siri á, là mình không cần phải lo về vốn. Mình không cần phải lo về trả lương nhân viên, thuê mặt bằng, tất cả các chi phí đấy là bỏ hết. Thậm chí có một cái hay nhất mà những chủ doanh nghiệp cực kỳ thích, các bạn có biết là cái gì không ạ? Có anh chị em nào làm chủ doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp hiện đại ấy, có kinh doanh mà liên quan đến Internet? Thực sự nha, nếu mà anh chị em mà chia sẻ, anh chị em bật mic, cái ý này cực kỳ hay luôn. Nếu mà các bạn dùng, các bạn có thể đi chiêu mộ bất kể một chủ doanh nghiệp nào. Bạn nào mà muốn cùng tham gia trò chơi hoặc là đoán xem nó là cái gì thì mình có thể bật mic. Em, tôi Thanh Thủy. Mời Thanh Thủy. Dạ, em nghĩ rằng là đấy là cái cách mà là phần mềm quản lý nhân viên, rồi tính doanh thu này, rồi cái phần mà tính lương cho nhân viên ấy ạ. À, tức là quản lý vận hành. À, cảm ơn rất là nhiều. Yes, đấy cũng là một cái phần mà chủ doanh nghiệp rất là quan tâm. Chủ doanh nghiệp rất là quan tâm. Và trong công ty nó chiếm khoảng 20%. Thế nhưng mà đa phần các chủ doanh nghiệp là họ cứ phải lao vào đấy để họ quản lý vận hành thôi. Đúng anh Lâm? Anh Lâm là quản lý vận hành chính cái doanh nghiệp của mình đúng không ạ? Đấy, buổi tối hai vợ chồng phải thay nhau làm. À, và ở đối với một số người mà kinh doanh online thì nó sẽ có một cái thế này. Chủ doanh nghiệp nhưng mà họ có sử dụng phương tiện online. Thì cái chi phí quảng cáo cực kỳ nhiều. Ngày xưa, Anna quảng cáo là Anna cũng không phải doanh nghiệp lớn đâu nha. Anna là vừa vừa thôi. Nhỏ nữa là khác. Mà mình quảng cáo một tháng là 500 đến 700 triệu một tháng.
Và gần như tất cả những tiền lời của mình á, thì đến khoảng 60% là quảng cáo nó ngốn. Cái giá bán của mình á, 60% là quảng cáo nó ngốn. Khi làm series chúng ta không tốn một đồng quảng cáo nào. Và vào thời điểm đấy tôi rất là sợ những cái công cụ quảng cáo luôn. Mình biết làm hết nhưng mà mình rất là sợ sử dụng nó, vì mình bị phụ thuộc nó. Thế là khi mình làm CV thì mình chỉ không có phải phụ thuộc cái gì cả. Mình chỉ là từ chia sẻ, truyền miệng từ người này đến người kia. Và đấy chính là một trong những cái tiêu chí gọi là làm cho tôi đưa ra cái quyết định là mình sẽ làm CV và mình sẽ đóng cửa doanh nghiệp. Lúc đấy tôi nghĩ rằng là tôi là ai? Tôi là ai là bởi vì sao? Bây giờ mình phải là một người mà có cái Yobo đấy. Hay là mình thực sự mình muốn lan tỏa sản phẩm tốt đến cho cộng đồng, giải quyết được nhu cầu của thị trường. Xin lỗi các bạn. Mình không biết là mình muốn làm phải là có tên mình không? Phải thương hiệu của mình. Hay đơn giản là mình chỉ cần cung cấp sản phẩm tốt cho thị trường là được. Rồi tôi cũng nghĩ là không biết là bây giờ mình muốn mình phải là để lại một cái doanh nghiệp gì đấy, một cái tên gọi gì đấy, hay là mình muốn những người đồng hành cùng mình họ đều có tiền. Tại vì ngày cái lúc mà tôi làm là những cái người đồng hành cùng tôi á là họ không có tiền, họ phải bỏ đi. Họ không có gia tăng được thu nhập. Và khi tôi quyết định là mình là ai và mình phục vụ ai, mình mong muốn tạo ra giá trị gì, thì tôi đóng cửa doanh nghiệp của tôi và tôi mở Yobo. À xin lỗi, tôi đồng hành cùng với Sibri. Thì đây cũng là một cách để mình giải thích. Khi mà mình nâng họ được lên được cái tầng, là cái tầng họ là ai ấy. Nếu mà mình định vị rằng là khi mà vào đây anh chị sẽ là những nhà kinh doanh, và một khi đã là nhà kinh doanh thì doanh nghiệp này là của anh chị. Và mình phục vụ những cái người mà có nhu cầu về sức khỏe, những người mà có nhu cầu về tự do, những người có nhu cầu khởi nghiệp mà lại không có vốn, không muốn là rủi ro mạo hiểm vốn liếng hay là những cái kỹ năng quá nhiều. Đó, khi mà bạn giải quyết được tầng đấy thì họ auto họ tự làm những cái thứ sau. Tự động họ chuyển hóa, họ làm những thứ sau. Thì mình cũng phải để ý đến cái tầng nhận thức. Và nếu như bây giờ mà mình lại có một người mà cái người đấy lại họ ở tầng nhận thức trên cao, họ cứ hỏi những câu hỏi tại sao mới để làm gì liên tục, thì có nghĩa là họ ở tầng nhận thức trên. Thì mình đừng bao giờ mình nói với họ những cái cụ thể quá ở bên dưới. Nó sẽ không hợp với cái nhu cầu của họ, và cái cuộc nói chuyện ấy nó cũng không được bền. Bao nhiêu trong số các bạn đã có thêm được, hiểu thêm được một chút nữa về cái việc ứng dụng các cái tầng nhận thức trong quá trình mà mình trao đổi với ứng viên thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta đi đến một cái tiêu chí tiếp theo. Cái tiêu chí tiếp theo của chúng ta sau khi chúng ta đã hiểu về tầng nhận thức rồi, thì bây giờ chúng ta đến một cái tiêu chí tiếp theo là cái cách mà họ ra quyết định. Cái cách mà họ ra quyết định. Có nhiều người á, họ chỉ muốn tự ra quyết định thôi. Nhưng mà lại có nhiều người, họ cần một người nào đấy ra được quyết định cho họ và cầm tay họ dắt đi. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây là người mà sẽ ra quyết định khi mà môi trường, tức là theo một ai đó ra quyết định bởi yếu tố bên ngoài, giơ ngón tay cái. Có người đồng hành, có người dắt đi. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy là đội nhóm của chúng ta đấy. Cảm ơn các bạn. Thế bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta ở đây là tự mình ra quyết định, không có muốn bị người khác thúc đẩy để ra quyết định thì giơ ngón tay cái. Số này nhiều hơn đúng không? Yes, bởi vì chúng ta là những chủ doanh nghiệp. Thế thì mình cũng thấy đôi khi mình cứ bảo là chốt hợp đồng đi, chốt đơn hàng đi, chốt này kia đi. Nhưng mình cũng phải hiểu rằng là cái người đấy người ta sẽ tự ra quyết định, hay cái người đấy là cái người mà cần phải được thúc giục để ra quyết định. Mình mà làm chuẩn cái chỗ này nó sẽ không có bị là nó không, người ta không cảm thấy bị thúc giục, người ta không cảm thấy bị thúc giục. Và mình cũng phải để ý xem nếu mà người ta luôn luôn là người chủ động trong mọi việc ấy, thì khả năng là người ta là người mà tự ra quyết định rồi.
không có bị ảnh hưởng bởi bên ngoài đâu. Việc của mình lúc này chỉ cung cấp thông tin thôi, và bắt đầu mình để cho họ tự ra quyết định, chứ mình đừng có hỏi họ những cái câu hỏi là chị đã ra quyết định làm chưa. Với những người như vậy, việc của mình á, mình sẽ tập trung vào việc là luôn luôn hiện diện để giải đáp những cái thắc mắc đó, nhắc nhở nếu như trong tình huống mà họ có đi lầm, họ có đi lầm lối gì đấy, lạc lối gì đấy, thế còn lại thì họ sẽ tự ra quyết định. Ngay cả khi vào ở trong ở làm tư vấn viên rồi nha, ngay cả khi vào làm tư vấn viên rồi cũng thế, họ cũng sẽ là người tự ra quyết định. Rất là khó mà mình ảnh hưởng đến họ luôn á. Việc của mình chỉ cung cấp thông tin và trở thành là một người leader tận tụy mà thôi. Rồi, đấy là cái cách họ ra quyết định. Rồi sau khi mà cái cách họ ra quyết định xong thì mình còn phải phân tích ứng viên ở trên thế này nữa, thì nó sẽ nào. Họ là thuộc cái nhóm người tổng quan hay chi tiết, là cái cách mà họ thu thập thông tin. Đây cũng là một phần rất là quan trọng. Nhiều khi mình có những người họ đi gặp khách hàng, họ nói có 3 câu dăm điều thôi là đã mở được mã số rồi. Có những người phải trình bày cả vài tháng họ mới ra được cái quyết định. Đây, với cái người tổng quan, nếu mà với người tổng quan là quan tâm đến bức tranh lớn, quan tâm đến bức tranh tương lai, quan tâm đến hình ảnh mà họ trở thành, quan tâm đến tương lai phía trước. Cứ nói với họ là họ sẽ trở thành ai, như thế nào, sẽ giúp được ai, sẽ như thế, sẽ mang được giá trị gì, thì họ sẽ rất là thích, họ rất hồ hởi phấn khởi và họ sẽ làm. Và có một số người là người chi tiết thì mình lại quan tâm đến cách làm như thế nào, quan tâm đến quá khứ có ai làm được rồi, quan tâm đến hiện tại nó như thế nào. Đấy là những người chi tiết. Bao nhiêu trong số chúng ta là người thích bức tranh tương lai, thích hình ảnh ở tương lai, thích những cái tưởng tượng ở tương lai, thích giá trị hướng tới như thế, và thích những cái thông tin tổng quan giơ ngón tay cái, bản thân chúng ta ấy. Oh yes, cảm ơn các bạn. Thế còn bao nhiêu số các bạn là cái nhóm còn lại, là cái nhóm mà quan tâm đến quá khứ có ai làm được rồi, bây giờ mình phải làm như thế nào cho hiệu quả, rồi những cái tiêu chí cụ thể chi tiết hướng dẫn á, thì phải tỉ mẩn vào bước 1, bước 2, bước 3, hoặc ít nhất cũng phải có những thông tin gọi là đầy đủ, giơ ngón tay cái. À đấy, các bạn thấy không ạ? Cảm ơn các bạn. Đó, thế thì khi mà mình là cái người chi tiết và mình quan tâm đến quá khứ và hiện tại, mà cái người mà đang muốn mời mình kinh doanh cùng ấy lại cứ nói về những thứ tương lai, thì mình có thấy vào không? Mình chả thấy vào gì, đúng không? Mình bảo chả biết có thật không. Thế mình mà lại là người tổng quan, mình lại muốn những cái giá trị hướng tới, giá trị tương lai, bức tranh tương lai, người này cứ nói hoài về quá khứ, mình sẽ thấy rằng chả quan tâm. Bởi vì có tôi trong đấy đâu mà phải quan tâm. Họ chỉ quan tâm là họ là ai ở tương lai thôi. Đấy, cho nên các bạn cũng hiểu thêm cái này nữa, để mình nói chuyện với họ cho nó vào, đúng không ạ? Mình biết như thế rồi là mình hỏi quay đi quẩn lại những từng đấy thứ là nó ra được cái thời gian nói chuyện nhiều lắm. Bao nhiêu số các bạn nhiều khi đi nói chuyện với ứng viên đi, chả biết nói gì giơ ngón tay cái. Có không? Chả biết nói gì để mà mời họ về được ấy. À, thế thì ngày xưa mà mình đi, mình có người yêu mà mình lúc ấy mình giai đoạn mình tán tỉnh ấy, có bao nhiêu số các bạn là đi tán tỉnh nhưng mà chả biết nói gì để cho cái cô đấy hoặc là cho cái anh đấy thích mình, có không? Đấy cũng thế. Thế thì mình bị bí cái chủ đề nói chuyện, mình hãy nói chuyện về những thứ này. Khi mình nói chuyện về những xu hướng tính cách, thủ lĩnh quốc gia Phan Trọng Tấn có hướng dẫn về bốn vòng tròn đào tạo. Vòng tròn ngoài cùng là vòng tròn về thông tin kiến thức. Vòng tròn số 2 là vòng tròn về kỹ năng. Vòng tròn số 3 là vòng tròn về xu hướng tính cách. Vòng tròn trong cùng là vòng tròn về phẩm chất cốt lõi. Thế thì cái vòng tròn số 3 mà là xu hướng tính cách này này, đó chính là cái thứ mà chúng ta đang nói. Khi chúng ta hiểu được về xu hướng tính cách, chúng ta hiểu được về con người, thì tự động chúng ta sẽ có chủ đề để nói chuyện. À, mà người ta sẽ là có một cái gì nhỉ? Cá nhân hóa. Ai cũng quan tâm đến cái tính cá nhân hóa. Họ cũng muốn được cá nhân hóa. Họ cũng được nói về bản thân họ. Họ muốn như thế. Bản thân mình cũng muốn được nói về bản thân mình. Bao nhiêu con số các bạn nghe chuyện của mình thì được, chứ mà nghe chuyện của thằng khác mà nghe cả vài tiếng là thấy chán thì giơ ngón tay cả. À, cảm ơn các bạn. Nhưng mà đến khi mình nói chuyện về mình thì mình thấy hay, mình thấy khoái. Bao nhiêu số các bạn là người như thế, giơ ngón tay cả. Đúng không? Đấy. Thế thì ai cũng sẽ như thế. Cảm ơn các bạn. Nên người ta mới nói là cái gì mà vợ người thì đẹp, văn mình thì hay.
Ở đây ý là cái nhu cầu được cá nhân hóa, cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu về những cái xu hướng tính cách này, và mình nói chuyện về những cái thứ này để mà nó có cái tính cá nhân hóa. Và mình không bao giờ bị như kiểu bị như kiểu bị thiếu chủ đề để nói chuyện ấy, bị nhạt ấy. Mình nói những thứ này nó mặn lắm. À, tiếp đến, sau khi mà tìm hiểu về nhóm tính cách xong, bắt đầu mình xem là họ tập trung vào điều gì. Họ tập trung vào điều gì, tức là như thế này, là họ là người lý trí hay họ là người cảm xúc ạ? Đây. Rồi, tiếp đến. Cái số 6. Là người lý trí hay cảm xúc? Đó, bây giờ nha. Cái người lý trí thì sẽ chủ yếu tập trung vào sự việc, sự vật, sự việc, nhiệm vụ. Cái người mà cảm xúc chủ yếu tập trung vào con người. Thế bao nhiêu trong số các bạn phát hiện ra Anna là thuộc nhóm nào trong hai nhóm này? Nếu mà bạn thấy Anna là người lý trí giơ một ngón tay, nếu bạn thấy Anna là người cảm xúc giơ hai ngón tay, nào giơ cái ra xem là nhận định về người khác thế nào nào. Giơ đi, giơ đi. Một này, hai này, một này, một này, à, hai này. Vui ghê, một, hai. Yêm tôi xem những người biết tôi rồi họ chọn tôi là một hay hai. Ok ok, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã tương tác với Anna. Rồi, số 1 vẫn nhiều hơn. Thế tôi hỏi các bạn nhá, thủ lĩnh quốc tế Trung hay Cường là 1 hay 2? Nào giơ ngón tay. 1 này, 2 này. Anh Cường là 1 hay 2? 1 này, 2 này. 2 này, 1 này. Trò này vui ghê. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã tương tác với Anna. Về chơi trong đội của mình xem. Cho một người đứng lên, sau bắt đầu cho người kia đoán. Anh Cường ấy, anh ấy là người tập trung vào cảm xúc. Anh rất tập trung vào con người. Cái chương trình đào tạo của anh ấy, anh hay nói thế này này, thôi cho học ít thôi. Rồi cho học ít thôi, rồi chủ yếu là gọi là gì, cho nó năng lượng. Giao tiếp với nhau cho nó năng lượng, kể những câu chuyện cho nó có năng lượng. À, mình thấy quen quen không ạ? Và anh nghĩ là rất là tập trung vào con người, nói chuyện với những người như anh Cường là phải nói chuyện về con người. Nói chuyện về cảm xúc, và họ, những người mà chủng cảm xúc, họ thích nói chuyện về con người. Có những con người nào trong đấy, họ như thế nào đấy. Bạn để ý cái cách anh ấy nói chuyện mà xem. Trong S69 của chúng ta, có những con người mà bước đầu tiên họ chưa biết gì về ngành nghề này, và sau một thời gian vào đây, họ rèn luyện, họ học tập và họ trở thành như thế này, như thế kia. Quen không các bạn? Đây là cái cách mà anh ấy hành văn. Thế thì tôi không biết là anh ấy có quan sát bản thân anh ấy không, nhưng đấy là một người câu chuyện về người cảm xúc. Anna là người lý trí. Bạn để ý mà xem. Tôi đào tạo nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tôi chả quan tâm gì, vào phát là tôi bụp luôn. Lên sân khấu mà tôi còn cắt luôn cả quy trình, làm sai quy trình, lên phát là tôi bảo bây giờ thời gian nó bị lố mất 5-10 phút rồi, cho nên là cho phép tôi được đi thẳng vào vấn đề, đào tạo luôn. Cho nên là ví dụ ai mà chủng cảm xúc mà nghe tôi đào tạo ấy, thấy như là bị tra tấn. Hôm trước có một tư vấn viên bảo, chị, em nói thật, không biết là nhiều tuổi hơn tôi hay ít tuổi hơn tôi, nhưng bảo là đã đi học nhiều rồi nhưng mà học cái phần đấy của tôi vẫn cảm thấy như là tra tấn. Tôi hiểu vì người này là người cảm xúc. Họ tập trung vào con người, chứ họ không có tập trung vào nhiệm vụ, hành động cụ thể theo kiểu là chi tiết. Thế còn tôi là lý trí lắm, cho nên tôi cứ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, thế mà dần. Thế cho nên là mặc dù nha, các bạn phải phán đoán cái này, bởi vì sao? Cái câu chuyện các bạn nói, các bạn kể về cái gì? Nghề chúng ta là đi kể chuyện. Bao nhiêu trong số các bạn còn nhớ chúng ta là nghề của chúng ta là nghề đi kể chuyện, giơ ngón tay cái. À, đấy, đừng quên. Bạn kể nhầm câu chuyện là mất kết nối rồi, đúng không? Chủng cảm xúc thì phải kể những câu chuyện liên quan đến con người. Cô ấy đã thay đổi như thế nào, rồi từ một người bán cá bụng. Anh Cường thấy anh Cường kể với chị Tô Đính không? Bụng đầy mỡ, tôi có cái cảm giác là không biết tối mà chồng của chị sờ vào cái đống mỡ lùng nhùng đấy thì sẽ có cảm giác như thế nào. Và rồi chị vào đây, sau một thời gian chị chuyển đổi thành một con người cực kỳ xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Bây giờ chị đang là thủ lĩnh cao cấp của tập đoàn. Đấy là cách kể chuyện của anh Cường. Với những người cảm xúc, các bạn phải kể câu chuyện kiểu như thế. Đừng có nói gì về nhiệm vụ cả. Thế còn những người lý trí này, chị này này, chị vào đây khoảng 3 tháng. 3 tháng đấy là bắt đầu chị có được những cái, chị đã làm những việc này này này. Chị tập trung vào việc tuyển dụng, chị tập trung vào việc đào tạo huấn luyện. Thế rồi bắt đầu chị
làm chị tập trung làm thế nào để ra được các chiến lược làm nào để mà có thể phát triển được nhanh. Và thế là chị có kết quả, bây giờ chị cũng là thủ lĩnh cao cấp. Bạn thấy hai câu chuyện khác nhau không ạ? Thế nói chuyện với Anna thì phải nói câu chuyện số 2. Nói chuyện với anh Cường thì phải nói câu chuyện số 1. À, thì kể chuyện, chúng ta là những người kể chuyện, nhưng mà chúng ta phải nhặt câu chuyện nào phù hợp với cái ứng viên ấy, mình kể. Cho nên tại sao có những người nói bảo chả biết sao nhưng mà em thích chị lắm. Là bởi vì là người ta nói cái câu chuyện đúng vào cái xu hướng tính cách của mình. Mình chỉ thấy thích khi mình làm một phần trong đấy mình mới thấy thích thôi. Thế cho nên không bao giờ có một người đào tạo mà lại phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi một người đều có một thế mạnh như nhau, là chúng ta có biết đẩy cái thế mạnh đấy lên hay không thôi. À, bao nhiêu trong số các anh chị em bây giờ mình cảm thấy là mình biết chọn câu chuyện gì để kể rồi thì giơ ngón tay cái. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhân đây tôi kể với các bạn một câu chuyện hài luôn. Là tôi đi đào tạo thì tôi đào tạo về cái chủ đề ở chương trình đào tạo nhà đào tạo vừa rồi ấy. Tôi đào tạo một cái chủ đề rất là khoai, rất là khó chịu, là chủ đề coaching. Trong coaching á thì cái phần quy trình coaching là người ta ghét nhất. Coaching mà cứ nói lung tung không theo quy trình á, rồi tự nhiên nó có hiệu quả là một kiểu khác. Nhưng mà cái cách mà tìm ra một quy trình coaching chuẩn và làm đúng như thế, bước 1, bước 2, bước 4, bước 5, bước 7, bước 8, bước 10 để ra được kết quả, đầu vào ra đầu ra, cứ đi qua cái quá trình đấy thì nó cực kỳ khó chịu. Mà tôi đào tạo ấy, mà tôi tập trung vào lý trí đến mức độ mà tôi đào tạo, tôi không cho một lần vươn vai nào. Ở dưới mọi người là ngủ hết rồi, buồn ngủ lắm rồi. Thế thì những cái người mà thuộc chủng lý trí họ sẽ tập trung được, nhưng mà những người thuộc về chủng cảm xúc là họ không tập trung được. Đó, và anh Cường sau đấy phải nhắc nhẹ tôi là em, thi thoảng em nhấn ga xong em phải nhả ga cho mọi người thở một cái. Đấy, tôi là phải có người nhắc tôi như thế, không là tôi nhấn ga vèo 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 liên tục, không bao giờ dừng lại cho các bạn thở. À, cho nên là mỗi một người là người ta có một cái xu hướng tính cách khác nhau. Và mình phải biết rằng là cái người đồng đội của mình á, upline này, sideline này, downline này, họ mạnh cái gì, họ yếu cái gì. Đơn giản chỉ là xu hướng tính cách của họ thôi, chứ không phải họ thiếu cái gì cả. Và mình cũng sẽ tự tin hơn về mình. Mình không có điểm mạnh này, mình có điểm mạnh kia. Mới đầu gặp những người như tôi chẳng hạn thì thấy có vẻ thú vị, nhưng mà đi chơi cùng thì chán chết đấy mà, có biết chơi đâu. Còn những cái người mà trùng trùng cảm xúc ấy, khi làm việc với họ tiêu kiểu ban đầu họ mãi họ không có đáp đất được ấy. Bắt đầu bạn cảm thấy rằng là ở mãi không đáp đất được, kiểu này không biết hướng dẫn thế nào. Nhưng mà khi chơi với họ rất vui, rất là vui. Họ tập trung vào chuyện chơi lắm, cho nên nó vui. Mà chỉ vui người ta mới làm việc, đúng không? Vui thì mới có năng lượng tích cực, vui người ta mới tiến về phía trước. Thế cho nên trong đội của mình lúc nào mà chả phải có anh vui, và lúc nào mà chả phải có anh lý trí, đúng không nào? À, bạn thiếu cái màu gì, bạn nói chuyện với cái người nào màu gì thì bắt đầu bạn nói về cái đấy để cho họ về với mình, đúng không? Và nếu mà nói chuyện như thế mà đúng nhóm rồi thì có phải thậm chí ngồi phân tích như thế thôi, họ khoái mình, học thuộc lòng, xem lại cái video này học thuộc lòng, phân tích lại như thế, họ khoái. Bởi vì ai cũng muốn tìm hiểu về xu hướng tính cách hết. Thế là bắt đầu họ vào ở chỗ này vui đấy, hay đấy, mọi người có vẻ hiểu. Tại vì thông thường người ta sẽ chỉ nói về mặt kỹ năng, họ nói về mặt kiến thức, như kiểu là sơ đồ trả thưởng đây, có những cái gì, có bao nhiêu cái sản phẩm nào trị cái gì, đấy là cái phòng bên ngoài. Bên ngoài nó hời hời lắm, nó chỉ chiếm đâu đấy đến 5-15%, 20% tất cả kỹ năng nữa. Nhưng cái xu hướng tính cách này là thứ người ta rất là quan tâm. Sâu hơn trong nữa là những cái phẩm chất gốc, đạo đức, trí tuệ, nghị lực, lại là cái thứ mà người ta sẽ gắn bó lâu dài. Đó, chúng ta hiểu được cái đấy, chúng ta nói về cái gì để mà nó hữu ích cho công việc của chúng ta. Tiếp nha. À, bây giờ đến sau về phần xu hướng tính cách rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái tiêu chí tiếp theo. Là cái mình hiểu hết rồi, cái mình phân tích khách hàng rồi. Thế bây giờ mình đi đến là sau khi mà mình phân tích ứng viên xong rồi thì bắt đầu mình phải làm cái gì, đúng không? Lý trí hay cảm xúc, mình có 6 cái này. Vậy bây giờ mình hiểu về 6 cái này, mình nói về 6 cái này rồi, bây giờ chúng ta cần phải làm cái gì để mà nó cho ra được cái kết quả? Bây giờ Anna hỏi các bạn nhé. Khi mình đi gặp một người khách hàng, thành công của một cuộc hẹn là gì? À, nào anh chị em bật mic trên, bật mic nói rất nhanh. Thành công của một cuộc hẹn là gì? Ôi, thành công của cuộc hẹn là buổi tiếp theo. Vâng, à hay quá. Mời chị đã nói rồi, mời Trang Đoàn phát biểu lại nguyên vẹn một câu, chọn vẹn một câu. Thành công của một cuộc hẹn là chúng ta sẽ có cuộc hẹn tiếp theo.
À, hay quá. Cảm ơn nhà tư vấn trang chuyên nghiệp Trang Đoàn và cảm ơn một anh chị nào đấy vừa nói. Cảm ơn các bạn đã thay nhau bật mic, có vẻ vui hơn rồi đúng không? Lúc ngồi gần hết giờ thì nó bắt đầu vui. Đấy, thế thì thành công của một cuộc hẹn là đưa đến một hẹn tiếp theo. Tức là cái mấu chốt ấy là mình làm sao mình giữ được họ trong cái cuộc trò chuyện của mình. Tiếng Anh nó có một cái từ gọi là conversation, tức là giữ họ trong cái cuộc hội thoại với mình. Cái cuộc hội thoại này nó có thể là trực tiếp, nó có thể là trên Zoom, nó có thể là trên điện thoại, chứ nào cũng được. Thế nhưng mà mình phải giữ họ trong đấy và mình lại phải có thể nói chuyện được với họ lần sau. Và khi mà mình phân tích như thế này á thì đơn giản thôi là sáu cái yếu tố này nó sẽ giúp chúng ta là hiểu được họ hơn và làm cho họ cảm thấy là mình hiểu được họ hơn. Người ta sẽ không bao giờ quan tâm đến cái việc mình giỏi như thế nào, không quan tâm đến Siberia tốt như thế nào, cho tới khi họ thấy được rằng mình quan tâm đến họ như thế nào và họ thấy được rằng cái cơ hội Siberia này giải quyết được cái gì cho họ, cái nhu cầu gì cho họ. Giải quyết được cụ thể cái gì cho họ. Thế là việc của mình á, mình đi trên một cái hành trình, một cái chặng đường này, mình nói về những cái chủ đề, những cái tiêu chí đấy, mình phân tích khách hàng ra là để mình hiểu và họ họ thích mình á, làm cho họ thích mình bằng cách mình hiểu họ là họ tự động thích mình. Thì họ sẽ trò chuyện tiếp theo với mình. Và quan trọng hơn, sau này khi mà đi vào nguyên một cái hành trình mà đồng hành cùng nhau, làm việc cùng nhau á, thì cái xu hướng tính cách này á, nó sẽ đi theo mãi luôn á, nó sẽ được đồng hành của mình mãi và gần như luôn luôn là mình phải nhớ lại những cái điều đấy. Đôi khi mình sẽ không có nhuần nhuyễn được ngay, nhưng bạn nên in cái bản này ra, bạn nên in những cái tiêu chí này ra và bạn để ở trên trên kẹp trong cái quyển sổ, mà cứ mỗi lần mà mình nói chuyện với khách hàng nào đó, mình lại mở ra mình liếc một cái để xem là mình phỏng đoán là cái này là cái gì, tức là cái người này là thuộc nhóm gì để mình nói chuyện. Sau đầu tiên là sau tầm khoảng nói chuyện với 5 người rồi 10 người rồi 21 người, tự động bắt đầu mình quen dần đó. Thế cái đấy nó mới là cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Đó là nó đi với mình trên một cái chặng đường dài. Thì đấy là những cái phần mà thông tin chính của buổi hôm nay Anna chia sẻ với các anh chị em về cái cách mà chúng ta phân tích một khách hàng. Bây giờ là cái phần mà anh chị em mình đặt câu hỏi và Anna sẽ giải đáp, hoặc là mình sẽ đặt câu hỏi để mình ứng dụng, hoặc là anh chị em có thể chia sẻ cái thêm cái quan điểm của mình, thêm cái kinh nghiệm của mình trong quá trình mà mình phân tích một cái người ứng viên của mình làm sao cho nó đạt hiệu quả. Chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng trí tuệ tập thể nhé. Mời anh chị em mình chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm, hoặc là mình có thể đặt câu hỏi. Mời anh chị em bật mic và nói tôi. Không có ai bật mic luôn. Có anh chị nào mình có một cái tình huống nào mình đang chưa biết phải nói gì để hoặc làm gì để tuyển dụng họ không? Tôi Vâng ạ. Mời anh Nguyễn Lương ạ. chào thủ lĩnh Anna Nguyễn, cho Lương hỏi một câu là hôm bữa thủ lĩnh có một cái câu test về xu hướng tính cách á, thủ lĩnh có thể chia sẻ lại cho Lương được biết có một cái câu gì để test cái tính cách. Rồi ok, một câu chuyện, một cái câu hỏi để test xu hướng tính cách. Dạ vâng. Anna xin chia sẻ lại với các bạn. Chúng ta có màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá và màu vàng. Thì ở trong DISC nó tương ứng là màu, là DISC cũng là bốn nhóm tính cách. Và như trong đội của Anna thì một đội các bạn rất nhiều bạn học về cái gọi là đất nước lửa khí, nó cũng là bốn nhóm tính cách. Thế thì có một cái câu chuyện như sau. Ví dụ bây giờ có một cái đoàn quân, và trong đoàn quân đấy thì đang tấn công một cái thành, tấn công một cái thành. Thế khi mà tấn công cái thành á, thì giả sử như tướng mà hô lên là ba quân tiến lên, thế thì những anh mà nhóm D ấy, những anh màu đỏ ấy, là anh tiến liền luôn. Nói chung là hành động trước, rất là tiên phong, xông về phía trước. Thế nếu anh ấy mà xông về phía trước thì anh ấy là người màu đỏ. Thế còn nếu như anh ấy mà đứng đứng lại, anh ấy lại một hai ba nào bước, một cái ba nào lên, thì anh đấy là anh màu xanh lá. Thế là anh cũng làm một mình, mà anh sẽ hô làm sao để mà mọi người làm cùng nhau.
Rồi nào các bạn ơi, cổ động hay 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 nào, bước đây, đưa bước đều bước nào. Rồi bắt đầu hô như kiểu là chèo thuyền ấy. À, thì anh đấy là anh màu xanh lá. Thế còn có một số anh á, thì anh ấy đi ra chân tường thành, bắt đầu anh ấy đo xem là thành này cao bao nhiêu, rồi ngang bao nhiêu, rồi nên có kê, nên kê cái gì lên để mà có thể leo cho nó tốt hơn không. Thậm chí anh ấy còn đứng anh ấy xem là có thằng nào leo mà chết rồi không, để anh ấy tránh được những cái rủi ro. Thì anh ấy là người màu xanh dương ấy, đây là nhóm C. Và có một số anh thì anh ấy sẽ đứng ở dưới, anh ấy sẵn sàng đưa vai ra và bảo đồng đội của mình là đây này, bước lên vai tôi để mà leo qua thành trước đi. Thì anh ấy là người nhóm S, hay còn gọi là người trao giá trị, người màu vàng. Thì không biết đấy có phải đúng cái ý mà anh Lương đang hỏi không ạ? À, để Anna mở quyền bật mic này. Vâng ạ, mời anh Lương bật mic. Đúng rồi thủ lĩnh. Cảm ơn thủ lĩnh Anna. Dạ, cái câu chuyện đấy. Mình hỏi người ta như thế, xem người ta là người như thế nào. Mình phải kể hết thì người ta mới chọn được. Dạ, còn anh chị em nào mình có câu hỏi hoặc là mình muốn chia sẻ cái gì không ạ? Bởi có vì tôi. Vâng tôi ạ. Muốn hỏi. Dạ vâng, mời cô Thùy, mời mẹ Thùy. Chào Anna, hôm nay cô đang mới kết nối được một người ở trên mạng mà mục đích của cô là nhằm vào những người bảo hiểm và những người bán hàng trên mạng ấy. Để cô thấy cái người này bán hàng trên mạng, về lại bán, thế cô mới kết nối, mới chào hỏi được vài câu thì cô kia cô đã bảo là chị có làm thêm gì không, chị bảo bây giờ cô về, chị về hưu rồi nhưng mà chị cũng muốn làm thêm một chút, cô nói thế. Vậy là cô ấy mời chị, là cô đã ít tuổi hơn cô, và em mời chị làm thêm với em. Thế cô mới hỏi là em làm cái gì. Cô ấy bảo là em bán cái, tức là bán cái đắp mặt nạ của Hàn Quốc nhưng mà lại chữa nám được, rồi là đưa ra những cái lý do, xong rồi lại chống tiêu viêm, tức là ví dụ như viêm phụ khoa, rồi là viêm mụn nhọt, hay là cô có đưa ra là như kiểu như là những cái như là ung thư vú chẳng hạn đấy. Thế cô chưa nói gì cả, rồi giới thiệu là cô có em có con cháu nó làm ở bên, tức là sản xuất ở từ bên Hàn Quốc, nhưng mà nếu mà chị lấy thì lấy thẳng công ty bên Hàn Quốc đó. Thì cô mới hỏi là vốn bỏ ra ban đầu là bao nhiêu, thì bảo là vốn bỏ ra 8 triệu bán hết, tức là bà bỏ ra 8 triệu sau đó thì công ty nó sẽ gửi cho chị một thùng cỡ như là 100 cái túi đó, thì đã bán hết rồi mới trả tiền qua tài khoản. Rồi giới thiệu về Hàn Quốc tốt lắm, cô cũng bảo là đúng rồi, Hàn Quốc có một vài thứ chị đã xài rồi cũng là tốt lắm, phấn tiếp này cũng tốt lắm, nhưng mà cô giấu, cô chưa dám nói là cô có con ở phiên dịch Hàn Quốc. Cô cô để cho nó đang còn gọi điện thoại rồi rất là hồ hởi. Rồi tính cô vui vẻ mà cũng đi kết nối, nhưng mà kiểu như là tự đi bán hàng các thứ thôi. Nên cô chưa biết đặt vấn đề là cô đang định đặt là vấn đề là chị cũng về vấn đề sức khỏe hay như thế nào đấy. Chị cô chưa nói lại nha, cô hẹn là cái cuộc tối mai cô mới gặp. Tại vì bây giờ cô đang có khách hàng, cô nói vậy. Cô đang có khách, cô không nói chuyện được. Cô hẹn tối mai cô mới nói chuyện. Đó, thì chưa biết bắt đầu là nói lại với người ta như thế nào. Nhưng nếu mà cô này mà làm được thì cô rất là tiềm năng, cô ngay Hà Tây, ở Thanh Oai Hà Tây. Ok, rồi chúng ta cùng nhau phân tích và chúng ta sẽ cùng nhau làm sao để cái phần này nó đạt hiệu quả nhất nhá. Bây giờ này, nếu một người mà đang như thế, họ đang rất là hồi phấn khởi và họ cũng đang rất là mong muốn tìm được, và cô Thùy đang im lặng để nghe họ nói, cái này là một cái rất hay. Tức là mình làm sao để họ nói nhiều hơn. Có phải họ càng nói nhiều thì mình càng hiểu nhiều về họ không ạ? Đúng ạ. Rồi, thế bây giờ nhá, có ti tỉ cái việc kinh doanh, tại sao một số người lại chọn cái kinh doanh này và chọn cái kinh doanh kia? Thì nếu mà là cháu chẳng hạn, thì cháu sẽ làm như sau. Cháu sẽ hỏi lại là hôm đến giờ chị thấy em đúng là người mà thực là nhiệt tình và yêu nghề, đúng thực sự luôn. Thế nhưng mà cái đấy theo em là nếu mà xét ra một công việc mà giống như là mình đang muốn gánh nước về để mình bán cho người dân, thì đấy là công mình đang gánh nước hay mình đang đi xây dựng đường ống? Mình hỏi như thế để cho người ta ngẫm nghĩ.
với những cái người này mà mình bụp một cái mình giới thiệu ngược lại ngay á, thì nó hơi bị tội nghiệp cho với cái tình yêu của người ta, với cái công việc cũ của người ta. Mà mình nên gõ từng chút một bằng những câu hỏi. Thế người ta bảo là ý chị là sao? Vì đôi khi ấy họ chưa hiểu được cái điều này luôn á. Bắt đầu mình mới kể cái câu chuyện của anh Pablo và Bruno. Ở đây có bao nhiêu bạn còn nhớ câu chuyện đấy giơ ngón tay cái? À, có một anh thì anh ấy khỏe, cho nên là dân làng thiếu nước, anh ấy đi gánh nước về, anh ấy bán. Còn anh kia thì anh ấy yếu, anh chả gánh được nhiều. Anh xây dựng cái đường ống dẫn nước. Và sau này cứ mọi người mà mua nước á, là anh cứ vặn vòi ra là nước chảy, bắt đầu là thu tiền thôi. Trong khi anh kia vẫn đi gánh hùng hục. Thế bây giờ mình yếu, cho nên là mình phải kinh doanh làm gì mà nó lâu bền, nó bền vững, nó thông minh hơn. Mình đi xây dựng một cái đường ống. Thì đã bao giờ mà bạn ấy nghĩ đến cái chuyện đấy chưa? Bắt đầu hai người nói chuyện về cái chuyện đấy. À, đấy là cái số 1. Cái số 2. Sản phẩm bây giờ, sản phẩm tốt thì nhiều. Tốt là rất nhiều. Thế quan trọng là cái mô hình kinh doanh nó có thuận lợi cho tất cả mọi người làm không? Và hỏi xem là bây giờ mình cứ gây dựng lên, mình làm thị trường mình gây dựng lên, xong rồi sau đó thì cái hệ thống của mình ấy thì họ có thể mua được từ nhiều người. Thì cái quản lý nó lỏng lẻo như thế thì làm sao mà mình xây dựng được một hệ thống mà lâu dài, nhiều năm cho mình. Thế khi mà mình nói như thế thì mình hỏi bạn ấy như thế, bạn bắt đầu bạn ấy sẽ chia sẻ. Cứ hỏi và bạn ấy sẽ chia sẻ. Cái quá trình này nó có thể là cứ kết nối này nó có thể kéo dài khoảng 6-7 lần chả sao. Thế nó sẽ chắc, khi mà họ chuyển đổi được thì nó sẽ chắc. Thế là khi mà trao đổi lại như vậy á, thì mình luôn luôn là có dành cái tình yêu thương, dành tình yêu thương cho những người đang mưu cầu cái sự thành công, dành tình yêu thương cho những người mà cũng giống mình đang mưu sinh để mà chăm sóc cho gia đình của họ, cho bản thân họ, dành tình yêu thương cho những người mà đang thực sự muốn cống hiến và họ có thể họ nghĩ đấy là cơ hội rất tốt và họ cũng đang muốn giới thiệu cho người khác một cái cơ hội mà họ cho là rất tốt. Thì mình luôn luôn phải dành tình yêu thương cho những người như thế. Bởi vì những người như thế thực ra họ rất giống mình. Và chỉ khi và chỉ khi họ cảm nhận được cái tình yêu thương đấy, họ mới nghe mình nói tiếp những cái ý kia. Còn nếu mà mình nói ở trên một cái phương diện là mình đang muốn làm rõ để rồi tôi là người chiến thắng, bởi vì những cái gì mà tôi nói này là nó hơn hẳn, ăn đứt tất cả những gì mà anh đang có, thì không bao giờ họ về với mình. Hãy để cho họ đến với mình bởi vì một cái sự ngưỡng mộ về cái chiều sâu của mình và về cái tình yêu thương của mình. Kinh doanh cái gì cứ cho là cũng được đi, nhưng mà kinh doanh với ai là cực kỳ quan trọng. Và cứ thi thoảng nói như thế và bắt đầu mình nói về đội nhóm. Mình xem họ có cô đơn không? Mình biết họ rồi thì mình xem họ có cô đơn không? Bắt đầu cô hỏi xem là đội nhóm của em là những ai? rồi có những ai làm thành công rồi hả em? Bắt đầu mình hỏi những câu như thế về kết quả. Thì sau khi mình có thông tin rồi, bắt đầu mình mới nói. Thực ra ấy là bây giờ mình bắt đầu mới chia sẻ. Tức là mình đi đúng, mình chuẩn bị sẵn quy trình của làm việc ý kiến phản đối luôn á. Mình đi sẵn quy trình luôn, không cần biết người ta có phản đối hay không, nhưng mình cứ chuẩn bị sẵn quy trình. Thì ví dụ như là bây giờ cô tuổi này rồi, cô muốn làm một cái gì đấy mà xây dựng mà nó bền vững, xây và nó có cái dòng thu nhập mà nó sẽ đều đặn với cái số tức là người ta có nhu cầu lặp lại tiêu dùng nhiều hàng tháng, thì tự nhiên mình sẽ có cái thu nhập đều đặn. Cái số 2 là mình rất quan tâm đến cái việc ai là người đồng hành cùng với mình. Cho nên bây giờ á, chị cũng đang có công việc kinh doanh mà chị thì chị rất là yêu những cái người mà đang đồng hành cùng chị, mà chị tin là em gặp họ em cũng yêu. Tại vì kinh doanh truyền thống ở ngoài kia kìa, kinh doanh online nhá và bảo hiểm nhá, là cái tính đồng đội của họ không có cao đâu. Tranh khách rồi kèn cựa nhau đầy á. Cho nên là mình bảo rất là yêu. Tinh thần cho đi, bắt đầu mình nói một số những cái giá trị mà mình hướng tới, rèn luyện đạo đức trí tuệ và nghị lực. Cho nên ở đây bọn chị có cái luật tôn vinh. Đương nhiên mình không thể tránh được con sâu làm rầu nồi canh rồi. Mình không thể tránh được cái việc đấy. Trong đội của mình cũng sẽ có những người mà họ làm không đúng nguyên tắc. Thế nhưng mà đội của chị ấy, văn hóa cực kỳ đồng nhất từ trên xuống dưới.
Cho nên là chưa cần nói đến là cái lợi ích kinh tế như thế nào, nhưng mà nói đến những cái việc mà chị được tiếp xúc, chị được đồng hành với những con người đấy, nó đã là một trong những cái thứ mà chị tin là bất kể ai cũng muốn. Và ngay cả em cũng sẽ muốn xây dựng một đội nhóm như thế. Bắt đầu hỏi bạn là bạn ấy muốn xây dựng một đội nhóm kinh doanh như thế nào. Thế bắt đầu để xem là bạn ấy trả lời làm sao. Và rồi mình cứ trao đổi dần dần và dùng cái tình yêu thương của mình. Mình phải thương lấy những con người mà người ta đang ngày đêm gồng gánh để mà có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Và mình phải thể hiện được cái tình yêu thương như vậy. Thì đằng nào mà chả là kinh doanh, đúng không ạ? Mà kinh doanh với một người mà thấu hiểu mình thì nó phải hơn chứ. Chưa kể được là mô hình kinh doanh của mình quá có lợi thế. Và mình chỉ cần nói một câu thôi là hỏi như thế xong bắt đầu kết nối sâu rồi. Kết nối sâu đôi khi nó chỉ có 2-3 ngày thôi. Nó giống như ngày xưa mình gặp một anh nào đấy mình thích ấy. Có khi mình nói chuyện ngấu nghiến với người ta vài ngày ấy, tự nhiên mình cảm thấy quen nhau như từ kiếp nào. Thì đây cũng thế. Khi mà mình có tình yêu thương với người đấy và bắt đầu mình cũng nói chuyện với người ta ngấu nghiến như thế, thì say đắm như thế, thì người ta sẽ rất là dễ có cái kết nối chặt với mình. Đã kết nối chặt rồi thì dễ dàng để cô chuyển họ đến cái phần tìm hiểu lắm. Dạ, cô cảm ơn Anna. Vâng ạ. Không biết cái ý đấy của con là được không cô Thùy? Được, là... được. Dạ, tôi còn hỏi một ý nữa có được không? Dạ, được ạ. Thời gian cô. Dạ. Cô có một người nữa cũng làm bên bất động sản nhưng mà lại rất thích đi giúp đỡ mọi người. Thế, vừa rồi cái cô đó người Sài Gòn mà Sài Gòn chính hiệu á, thì cô cũng kết nối trên mạng cỡ 2 ngày nay rồi. Coi như là cô đấy thì mới có một bạn thì bạn thân ấy mới bị chết vì ung thư. Thế, mới chết đâu được 2 ngày nay, 3 ngày nay, 2 ngày ấy. Đấy, đại loại như vậy. Thì cô này thì cô rất đi thích đi giúp đỡ mọi người và công việc bất động sản thì bảo là mới làm được 1 năm 2 năm rồi đó. Rồi nhà thì cũng có tiềm năng kinh tế, thì cô cũng vẫn chơi với cô đấy, hỏi thăm rồi là like những cái hoạt động của cô ấy, thích làm những cái gì cô hay đưa lên mạng lắm, thì cô toàn like rồi cô cũng khen rồi con này kia đó, nhưng mà cô chưa biết mời như thế nào. Rồi cái này cháu cô đó thì rất thích nuôi chó cảnh ấy. Ở nhà là nó mua được mấy con chó cảnh nữa, yêu thương động vật đúng không ạ? Dạ, đó. Yêu thương chó mèo. Thế thì rõ ràng là người trao giá trị rồi đó. Cháu đã từng nghe thấy đây, Anna cũng chia sẻ là thông qua cái câu chuyện mà của cô Thùy á, thực ra là tất cả anh chị em chúng ta đều sẽ có kinh nghiệm hơn. Tại vì cái quá trình mà mình chuyển hóa để cho nó nuột nà là nó cần thời gian và nó liên quan đến số giờ bay. Thế thì Anna đã từng nghe lén được thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường nói chuyện với một người làm bất động sản như thế này. Anh ấy hỏi là dạo này công việc của em tốt không? Thế người kia bảo tốt, nhưng mà năm nay nó cũng chậm hơn mọi năm. Thế xong rồi anh ấy bảo là thế hả? Thế rồi ví dụ như cô này, anh ấy thì anh không hỏi về chó mèo. Nhưng mà anh ấy nói chuyện một hồi bạn kia hỏi anh thế bây giờ anh công việc của anh đang làm công việc gì, nó có tốt không, mà ở bên anh thì nó lại có lợi thế trong những cái lúc mà dịch bệnh như thế này, thì anh thì làm bên lĩnh vực sức khỏe đó, thì cái 10 năm này là 10 năm của chăm sóc sức khỏe mà em, thì có phải là cái đấy cũng là một trong những cái mà mình khoe khéo về cái ngành nghề của mình là đang là ngành nghề theo xu hướng. Thế rồi anh ấy hỏi như thế này này, khi nào thì em bắt đầu xây dựng di động sản? Tức là bất động sản bán một lần là hết, lấy tiền một lần, lấy tiền hoa hồng một lần. Thậm chí người khách đấy cả cuộc đời họ có thể họ trả, họ mua của mình, họ tức là có vài phi vụ. Thế và không có thì không có khách là mình cũng không có tiền. Nhưng xây dựng di động sản thì sao? Thế rõ ràng mình thấy rằng câu hỏi đấy là một câu hỏi rất là hay. Bởi vì khi mà mình xây dựng di động sản thì cứ mỗi một tháng họ lại đều đặn tạo ra tiền, và mình có thu nhập từ cái quá trình họ tạo ra tiền đấy, cho nên gọi là họ là những di động sản. Và cười thôi. Cô nói thêm một cái này nữa, cái cô này thì cô rất là thích buổi tối về ngồi đọc kinh, hôm nào cũng thế, rất là sùng kinh hả cô? Đọc kinh ấy, mà cô thấy như kiểu đi Phật hay sao, cô thấy có tượng Phật, tại vì cứ bóp lên hình là hình đọc kinh, là cũng ngồi đọc rồi là
đó, kinh Phật ạ, loại này như thế. Thế thì càng hay. Hôm cô hỏi cái cô kia là bệnh nặng như thế nào mà là đấy, thì cô nói là bây giờ chỉ kiểu như là để cho nó không có hành xác, tức là chỉ để vãng sanh chứ không có hành xác, cô dùng hai cái từ đấy. Dạ rồi. Dạ. Thì bây giờ nó như thế này, một là mình hỏi khi nào sẽ đi xây dựng di động sản, thì để cho nó chuyển từ cái làm bất động sản mà sang di động sản. Số 2 á là thứ hai là với những người mà thích trao giá trị mà có tu tập ấy, thì họ sẽ hiểu được cái gốc của vấn đề là để mà giúp được đời là tạo ra môi trường để cho mọi người tu sửa. Ta giống như lúc đầu mà cháu có chia sẻ là mình đi làm từ thiện này, mình nuôi con cho người khác này, mình rất là trẻ em cơ nhỡ rồi vào bệnh viện này, chăm sóc trẻ mồ côi này, rồi những cái gia đình mà nghèo khó này. Thực ra ấy, để giải quyết được cái vấn đề gốc rễ của những cái thứ đấy á, nó phải đi từ cái việc là đào tạo con người, giáo dục. Thế thì nếu như mà đã là một người mà thích trao giá trị và tu tập như thế, và nói những cái ngôn từ của nhà Phật như thế, thì đây là một môi trường tu sửa bản thân rõ ràng rồi. Ở đây chúng ta hay nói về đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Và cô cứ chia sẻ thế thôi. Cô cứ chia sẻ là bởi vì là những cái gì mà chị quan sát về em, chị thấy là em như vậy. Thế thì một là chị cũng muốn hỏi em là khi nào mà em bắt đầu chuyển sang làm di động sản. Bởi vì đối với những cái người mà tu ấy, thì họ rất là mong muốn được học tập để mà phát triển, thay đổi nhận thức, tu tâm của mình thì để mà làm cho gia đình của mình tốt hơn, từ đó làm cho xã hội này tốt hơn. Thì nó sẽ không còn những cái tệ nạn xã hội nữa, nó sẽ không còn những cái đau khổ nữa, nó sẽ không còn những cái bệnh tật, nó cũng đều là do chúng ta giáo dục mà thành mà. Và rồi bắt đầu mình có thể dùng thêm được một câu như anh Chiến hay nói đấy ạ. Là ví dụ như là khi mình bị cái trường hợp bệnh như thế thì bất động sản có giúp được mình đâu. Nếu mà mình làm ở lĩnh vực dinh dưỡng thì nó lại giúp được mình. Thì ở mỗi một giai đoạn cuộc đời thì người ta thường quan tâm đến một vấn đề khác nhau. Thế bây giờ thì em đang quan tâm đến cái lĩnh vực gì, hoặc là quan tâm đến cái mảng gì trong cuộc sống. Nếu mà bảo là quan tâm đến tu tập thì mình có thể nói là vậy thì đang có một cái này, nó giống như kiểu là một cái công cụ để cho mọi người trao giá trị. Chị rất là muốn chia sẻ cùng em. Thì chị gặp em được khi nào, hoặc là chị có thể gọi cho em khoảng 10-15 phút không? Đấy. Mình bắt đầu mình chuyển sang cho nó mềm. Dạ vâng ạ, cảm ơn mẹ Thùy. Rồi ạ, còn anh chị em nào mình có câu hỏi không ạ? Tôi. Vâng ạ, mời chị Hạ Quyên ạ. Dạ, em xin chào thủ lĩnh Anna cùng toàn thể các chị em trên Zoom. Thì thị trường của em đó là em đang chia sẻ cho một bác sĩ. Bác sĩ này thì người ta làm cũng thâm niên về khoa tim mạch rất là lâu rồi. Thì khi mà em chia sẻ về bác này thì bác cũng có tìm hiểu về cái vùng đất của Siberia. Và khi mà em live stream những cái về chia sẻ về cái vùng đất đó, thì bác cũng vào bác bình luận, bác nói là về cái vùng đất Siberia này có cái vùng Baikal, có cái vùng có khu rừng và cái hồ nước như vậy, thì một cái nơi rất là lý tưởng và cái thời tiết rất là khắc nghiệt. Nếu mà được đặt chân ở đây thì đó là một cái điều để mình biết nhiều hơn. Thì em mới phát hiện ra đầu tiên là khi mà em nói chuyện với bác thì cái để bác khoe đó là khoe con cái. Cái thứ hai nữa, khi mà mình tìm hiểu nhu cầu thì em hiểu rằng là bác này là muốn đi du lịch. Và em nói là nếu như bác đã tìm hiểu kỹ về cái vùng đất này thì bác cứ thử nên trải nghiệm để biết đâu được mình lại có một chuyến đi du lịch sang Nga. Thì em cũng nói là tại vì trước đó em cũng chia sẻ nhiều cái video của các anh chị được đi du lịch và cái sự thành công của anh Cường, thì bác mới nói với em rằng là khi mà đi chia sẻ thì đến nhà thì bác không có ngồi trực diện với mình, mà được cái là bác này chịu khó chat. Cho nên khi mà em chia sẻ thì em với bác cứ chat qua chat lại thì bác có nói là nhu cầu bác cũng đi du lịch vậy đó. Thì em mới nói là như anh Cường đã thủ lĩnh quốc tế là người đã đi hết sơ đồ trả thưởng, thì sau này với cái tầm của anh Cường thì ăn là chỉ đi chơi và đào tạo là có tiền thôi. Thì bác mới bảo là đi du lịch như vậy thì sẽ rất là tốn lúa. Em bảo là với anh Cường thì một tháng thu nhập mấy trăm triệu, gần 1 tỷ. Thì bác mà ai mà làm 1 tỷ em thì em mới nói ra là đó là sự thật và cái sơ đồ nó đã là như vậy. Thì bác ấy bảo là nếu mà đã có một người thành công như vậy thì chắc chắn bao nhiêu người thiệt hại, ý là bao nhiêu người lương thiện bị hại.
thì em mới thắc mắc một câu hỏi là tại sao bác nói như thế, tại vì trong khi rõ ràng là bác có tìm hiểu sản phẩm thì em mới nói là không, cái này là công ty nó trả thưởng cho những người mà kinh doanh và người ta mô hình chia sẻ. Thì bác vẫn cứ đinh ninh là bác hỏi em là thế em có biết Phạm Nhật Vượng không, thì lúc đó thì em chưa tìm hiểu của bác Phạm, anh Phạm Nhật Vượng là ai, thì em nói là Phạm Nhật Vượng cũng là một người rất là thành công, nhưng mà vì do anh đầu tư nhiều và cái tiếng tăm của anh đang bị xấu đi, thì ý là bác ấy nói là Phạm Nhật Vượng là một người rất thành công, nhưng mà hiện tại bây giờ người ta vẫn đang rất là nổi tiếng. Thì cái ám thị của bác đó là một người thành công thì đồng nghĩa với bao nhiêu người lương thiện người ta bị hại, có nghĩa là bị thiệt đó. Thì khúc đó thì em không nói thêm, thì em tạm ngưng và em chỉ chúc bác cũng ngon, để bữa sau nói chuyện tiếp. Từ lúc đó em đang hơi bí lù, em không biết giải thích làm sao, mong chị Anna giải đáp giúp em á. Rồi ok, bây giờ mình tóm lại này, trong cái câu chuyện này mình đã thấy rằng là số 1 là người ta thích giá trị tự do, người ta nói nhiều đến con cái. Thông thường là thông thường với một bác sĩ á, là người ta ít có cái thời gian dành cho con cái á. Đó. Thứ hai nữa là gì? Người ta lại quan tâm những vấn đề vĩ mô. Em thấy không? Quan tâm đến bác Phạm Nhật Vượng rồi những cái này cái kia là quan tâm đến những vấn đề vĩ mô rồi. Đây là những vấn đề cốt lõi rồi, gốc rễ rồi. Đấy. Thế thì nếu thực ra trong những tình huống như thế thì mình rất là khó để nói khôn cái gì. Nhưng mà ví dụ nếu là Anna chẳng hạn, thì Anna sẽ đã là người mà quan tâm đến vấn đề gốc rễ và vĩ mô. Thì cái người này này, số 1 là người ta đa nghi, người ta lại là bác sĩ nữa. Xanh dương mà lại còn đã là xanh dương mà đa nghi là như kiểu tư duy logic nhiều á. Thì người này phải có những cái bằng chứng. Nên quá trình mà chuyển đổi nhận thức của bác thì sẽ cần phải có những cái bằng chứng. Và những cái bằng chứng á, thì em đừng đưa những người giỏi nữa. Em đưa những người học hết lớp 3, hết lớp 8 của mình á. Bây giờ, ví dụ nha, mình sẽ nói chuyện ngày hôm sau, mình dần dần mỗi ngày mình gõ một tí, mình gửi vào. Ví dụ một người nông dân như thế này, mà người ta, Lê Thị Hòa, thủ lĩnh Lê Thị Hòa của chúng ta, lúc đầu người nông dân và Lê Thị Hòa chia sẻ câu chuyện á, là rất là thương. Là Lê Thị Hòa nói rằng là ngày xưa là cả nhà có một cái điện thoại thông minh thôi. Người này dùng thì thôi, người kia. Thế mà bây giờ nha, có ô tô và mang được cái cơ hội này về với nhiều người dân ở đấy và thay đổi được cái sức khỏe của nhiều người. Thì theo bác, nếu một người này như thế này thành công thì theo bác ai là người thiệt hại? Hỏi chấm. Tiếp tục đưa một cái bằng chứng, mình đưa bằng chứng nữa là ví dụ như bác sĩ Phan Trọng Tấn của mình là một bác sĩ. Là bác sĩ mà bác sĩ ở bệnh viện tỉnh hẳn hoi nhá. Mà cái câu chuyện mà Phan Trọng Tấn là bước vào bệnh viện ấy là cái câu chuyện cực kỳ cảm động. Là bạn ấy không có tiền để mà bạn ấy đi từ chỗ này đến chỗ kia, bố mẹ đưa đến quà cáp, mà bạn ấy viết một cái thư, viết một cái tâm thư. Và bác viết một cái tâm thư là thế này và mong muốn được phục vụ cái này cái kia. Và bạn ấy, mong chưa không nghe được cái câu cụ thể, nhưng mà ý là bạn ấy còn nói là bệnh viện tỉnh cái gì ấy, muôn năm, đại thể là như thế. Tức là thể hiện một cái ý chí, một cái mong muốn là muốn cống hiến cho cộng đồng. Tức là một con người rất muốn cống hiến cho cộng đồng. Thế mà khi mà họ làm, họ thay đổi, có thì cả rất là nhiều những cái bệnh nhân được thay đổi về mặt sức khỏe. Sẽ có những thứ mà y học hiện đại không làm, không giải quyết được chứ. Đâu phải cái gì y học hiện đại cũng giải quyết được đâu, họ biết mà. Thế với một người như vậy mà người ta thành công á, thì mình ý là mình nhìn quanh á, mình chưa biết là ai phải trả giá cả. Ý là như thế. Thế thì, rồi ví dụ như là mình có một chị học hết lớp 3. Bây giờ thủ lĩnh mà chị chuẩn bị lên thủ lĩnh cao cấp rồi. Chuẩn bị lên thủ lĩnh cao cấp rồi. Mà ngày xưa là chị rất là ít tự tin, mà bây giờ chị có thể đứng lên, chị đào tạo, chị làm MC ở sân khấu cả 2.000 người, rồi bắt đầu chị thay đổi được gia đình của chị tốt hơn, các mối quan hệ tốt hơn, rồi bản thân chị tốt hơn, chị truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Thì như vậy thì ai là người bị hại? Và trong kinh doanh truyền thống thì cái việc mà tìm ra một cái win-win ấy là nó khó. Vậy bây giờ nếu em có thể chỉ cho bác thấy những cái bằng chứng về một mô hình kinh doanh mà tất cả các bên cùng có lợi, mình có lợi, đối tác của mình có lợi, cộng đồng của mình có lợi, thì bác sẵn sàng đồng hành cùng em chứ? Mình hỏi câu đấy. Tại vì người ta đang bị là những cái kinh doanh truyền thống nó không có win-win.
người này được thì người kia mất, thì mình đưa ra một vài bằng chứng rồi mình hỏi người ta, bác ấy có thể bác nói một câu gì đấy, thì mình bảo nếu mà bác thực sự quan tâm đến một mô hình kinh doanh như thế, bác sẵn sàng dành ra với em khoảng 3 ngày để tìm hiểu cho ngọn ngành chứ, trước khi mà bác quyết định, tìm hiểu thôi. Và bắt đầu với những người này là mình phải chuyển hóa dần dần, chuyển hóa dần dần, bán cho họ giá trị của sự tự do và bán cho họ cái giá trị tối thượng là vì con người. Tập đoàn của chúng ta có giá trị tối thượng là vì con người. Nó thể hiện ở sản phẩm rẻ, giá tốt, mọi điều kiện kinh tế đều có thể dùng được. Nó thể hiện ở cái cách gia nhập kinh doanh. Họ chả cần phải ôm hàng hay gì cả. Cả tháng họ tiêu thụ 2 triệu 6 cũng được. Đội nào thích có chiến lược kinh doanh thì tiêu thụ lên thành 5 triệu rưỡi. Kiểu thế. Thế cũng đâu có phải là cái gì đấy quá lớn. Kinh doanh là như thế và cũng trao giá trị cho mọi người để mọi người kinh doanh và cùng như thế thì... Cứ như thế chị, cứ gõ dần dần. Thì em tin rằng là cứ đặt câu hỏi để người ta tự trả lời thôi. Cái này là người ta đang bị chưa có cái sự thấu hiểu về cái ngành nghề của mình. Và họ đang dùng cái kinh nghiệm của họ trong ngành nghề truyền thống. Và mình có thể nói rằng là đối với ngành nghề truyền thống thì em chỉ biết một mảng dược của em. Mà ngành nghề về kinh doanh trong mạng này thì em hiểu rất rõ. Và em có thể chia sẻ với bác bất cứ điều gì. Thì trong nghề của mình cũng chỉ có từng đấy thứ thôi mà. Đấy, thì mình cứ chia sẻ đúng những gì mà mình đã biết. Dạ. Như vậy được không ạ? Để Anna, để Anna bật mic cho bạn, cho chị. Mời chị Quyên bật mic. Dạ, trước đó thì bác cũng hỏi em của như vậy là hình thức của mình là mình phải bỏ tiền ra mua hàng. Thì em mới nói là thay vì là những cái nhu cầu hàng ngày, ví dụ như kem đánh răng, sữa rửa mặt, sữa tắm, sữa dưỡng thể, hoặc là dầu gội đầu, hoặc là những cái tinh chất dưỡng da cho trẻ em thì mình vẫn phải xài. Và em cũng nói với bác là bên cái hóa dược của mình, canxi, gluco, manje, kẽm, sắt, iốt gì đó, thì ở đây là 100% là dòng thảo mộc đó. Thì bác vẫn công nhận là sản phẩm rất tốt, nhưng mà em vẫn chưa hiểu tại sao là bác chưa có thể sẵn sàng. Tại vì khi mà nói chuyện với nhiều thì em hiểu rằng là bác đã hiểu đó là sản phẩm rất là tốt. Nhưng mà em ớ một người ra là tại sao bác cứ nghĩ là em, trước đó em đã giải thích rất là rõ, đây có nghĩa là chỉ cần mỗi một gia đình mình chỉ cần sử dụng 100 điểm thì tương đương 2 triệu 6 thôi, thì lan tỏa nhiều cái giá trị cho đến nhiều gia đình sử dụng. Và nếu như bác trong, tại vì bác này là có một cái phòng mạch riêng, thì nếu như mà ai có nhu cầu, và đặc biệt những người mà tìm tới bác nó có nhu cầu về sức khỏe thực sự, thì bác chia sẻ cho người ta. Và kể cả là nhiều lúc em cũng tính hỏi câu là bản thân của bố vợ bác này, hai vợ chồng đều là bác sĩ hết, thì bố vợ bác này là có bị về cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gọi là bị COPD đó. Và còn anh rể của mình thì là bị tai biến, hiện tại bây giờ đang tập vật lý trị liệu. Thì em nói là nếu như bác không tin thì bác cứ cho em thông tin về anh rể này để em chia sẻ cái sản phẩm, biết đâu đó được còn cái cơ hội phục hồi còn hơn là bệnh viện. Em gửi nhiều thông tin lắm, thì chắc em cũng hy vọng là mình cũng phải chăm và tưới từ từ thôi. Đây, Anna sẽ Anna ngắt lời bạn một xíu. Anna chỉ cho bạn cái lối để bạn ra cái chỗ này một tí nhá. Số 1 ấy, không phải người bác sĩ nào cũng có tư duy kinh doanh hệ thống. Cho nên là nếu người ta đã qua độ tuổi khao khát, người ta đã có nhiều và người ta không còn khao khát cái gì nữa. Tức là coi như người ta không có nhu cầu, mình không làm gì được họ đâu. Đừng có tập trung làm gì mất thì giờ. Thế còn nếu như mà với tất cả bác sĩ ấy, cái việc quan trọng nhất là cho họ dùng sản phẩm, bản thân họ ấy, mình cho họ dùng sản phẩm, tự động họ sẽ có chuyển hóa. Chứ nếu mà mình mà cứ đi theo tư duy logic để mình giải thích, bắt đầu mình đối qua đối lại ấy, với những người này là không ăn thua đâu. Vì cái trí suy nghĩ của họ quá nhiều. Và nếu một người như vậy mà sau này mà vào hành động á, thì cái thời gian họ chuyển hóa nó cũng sẽ chậm. Cho nên là để mà em không mất quá nhiều thời gian vào người đấy thì em nên có thêm nhiều người khác nữa. Và trong số rất nhiều bác sĩ, không phải bác sĩ nào họ cũng chuyển đổi được. Đó, việc của mình đơn giản là cho họ dùng sản phẩm. Những gì cần nói mình đã nói rồi. Nếu họ quan tâm đến cái việc là cái sự khác biệt giữa mô hình kinh doanh truyền thống và mô hình kinh doanh theo hệ thống. Rồi có những cái buổi mà lập hành trình thịnh vượng chẳng hạn, để cho người ta thấy, đến người ta thấy những cái con người mà người ta có thêm bằng chứng, thì em làm sao để bác ấy đi được cùng em. Tức là mình dùng bối cảnh để mình thay đổi cái niềm tin giới hạn của người ta. Đó, chứ giải thích những, đưa những cái lý luận ra với bác sĩ là nó sẽ không ăn thua. Vì nếu mà xét về mặt lý luận thì họ rất là lý luận.
Đó, thế là bây giờ mình chuyển hướng đi. Hoặc là mình cho người ta dùng sản phẩm, hoặc là tìm cách đưa người ta đến những cái buổi hội thảo lớn của mình. Dạ. Ok. Rồi. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. À, cảm ơn Uyên. À, cảm ơn Quyên. Và bây giờ cũng là 10 giờ 30 phút rồi. Nếu mà đấy, có một bạn là Trịnh Thị Thanh Hoa cũng có nói là bác ấy đang có một niềm tin hạn chế là nếu tôi giàu thì ai đó sẽ bị nghèo đi. Thì đấy là do những cái quan điểm của bác ở trong cái mô hình kinh doanh truyền thống. Người ta nghĩ thế, giữa được và mất, được và mất. Chứ người ta chưa biết rằng ở trong môi trường của mình thì ai có rất nhiều bên đều được, chứ không phải chỉ là một người được. Đó. Và còn một câu hỏi nữa là cho chị hỏi thường tuyển dụng mình nên bắt đầu như thế nào à? Chưa tính đến các cái phần chi tiết. Bắt đầu như thế nào? Có lẽ là để nếu mà với câu hỏi của chị ấy thì bắt đầu từ việc là chị dùng sản phẩm và chị đi chia sẻ cái câu chuyện chị sử dụng sản phẩm có kết quả. Tại vì tất cả những cái quy trình tiếp theo từ cái việc là phân tích khách hàng như thế nào, chia sẻ câu chuyện như thế nào thì những cái thứ đấy mình đều có tài liệu rồi. Thế còn nếu mà một câu hỏi mà chưa tính đến các phần chi tiết thì cứ dùng sản phẩm nó ngấm rồi, chị chỉ nôm na chị đi chia sẻ và chỉ bằng một cái tâm là chị muốn lan tỏa cái sản phẩm này thì tự động chị sẽ biết chia sẻ như thế nào. Và ngày hôm nay Anna một lần nữa rất là vui được có cơ hội lên đây chia sẻ cùng các anh chị em và rất là mong được nhìn thấy những cái sự ứng dụng của anh chị em chúng ta vào những cái phần thông tin mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay về phân tích khách hàng. Xin chúc anh chị em chúng ta có một tháng 11 bùng nổ về cả cái việc phát triển bản thân, phát triển đội nhóm lẫn danh hiệu. Và xin chúc anh chị em mình ngủ ngon. Bây giờ chúng ta sẽ bật mic chúc nhau ngủ ngon nhé. Rồi, cảm ơn Anna rất nhiều. Cảm ơn. Cả nhà ngủ ngon.